Namo tassa bhagavato agavato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato agavato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato agavato sammasambuddhassa. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Ngưỡng bái bạch trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho chúng con nói đúng theo chánh pháp, nghĩ theo đúng chánh pháp và làm đúng chánh pháp. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, khóa tu và thiền tập của mình là khóa tu thiền tập lần thứ hai. Do đó hồi nãy mà thầy niệm đó là thầy niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng tiếng Bali. Nên thầy sẽ dạy cho quý vị niệm bằng tiếng Bali. Lần sau chúng ta sẽ niệm bằng tiếng Bali, không niệm bằng tiếng Việt, để chúng ta nhớ những lời mà những người con Phật vào thời Đức Phật thường hay niệm tới danh hiệu của Ngài. Và chúng ta hồi hướng cũng bằng hồi hướng bằng tiếng Bali nha. Chúng ta sẽ học từ từ không sao cả. Để mai mốt chúng ta lên ăn cơm, chúng ta sẽ niệm tiếng Bali, không niệm bằng tiếng Việt. Để làm chi? Để người ta nhớ, nhớ kỷ niệm những cái câu mà Bali niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Agavato Samma Sambuddhassa. Tức là mình đọc theo tiếng Việt, thầy đọc sao ghi lại vậy, cái mình nạp theo rồi chút, thầy sẽ viết lại bằng câu tiếng Bali nha. Nam mô là Nam mô, Nam mô, Nam mô là Nam mô á, tại mình ghép lại Nam mô, Nam mô Tassa, Nam mô, Nam mô, Nam mô Tassa. Nghe sao nói, nghe sao mình lặp lại vậy thì nó sẽ được. Lặp lại bằng tiếng Việt, mình ghi bằng tiếng Việt cái âm Việt chẳng á. Nam mô Tassa, Tassa, Nam mô Tassa Bờ há gá vá tô, bờ há gá vá tô, bờ há gá vá tô. Ghi tiếng Việt đi, ghi đại tiếng Việt vô. Nam mô ta sa bờ há gá vá tô, á gá há tô, á gá há tô, á gá há tô. Nam mô ta sa bà ha gá vá tô a gá ha tô sám ma sám ma sám ma. Chúc đồng nhấn cái là được sám ma. Nam mô ta sa bà ha gá vá tô a gá vá tô sám ma sám bút sám bút sám ma sám bút đờ ha sa đờ ha sa. Giờ thầy đọc lại trống cái chỗ nào mình điền lại chỗ đó nè. Nam mô ta sa bà ha ga va tu a ga va tu sam ma sam bút ha sa. Nghe được chưa? Bây giờ mình tập ha. Thầy đọc lại lần lần chậm chậm nha. Nam mô ta sa bà ha ga va tô a ga ha tô sam ma sam bút ha sa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng tiếng Bali và tiếng Phạn ta đọc chung. Vào thời Đức Phật và tất cả các nước trên thế giới người ta niệm bằng tiếng này, không có niệm bằng tiếng Anh, không có niệm bằng Nam mô Sakya Buddha. Tiếng Anh đó là Nam mô Sakya Buddha. Cái đó tiếng Anh niệm á, ví dụ như mấy gặp mấy ông Tây ông niệm á, Nam mô Sakya Buddha, Nam mô Sakya Buddha, Nam mô Amitabha Buddha, Nam mô Amitabha Buddha. Amitabha Buddha là Nam mô A Di Đà Phật.
Amitabha Buddha là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Amitabha Buddha, rồi Nam Mô Sakya Buddha là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng tiếng Anh. Còn đằng này chúng ta niệm bằng tiếng Pali hoặc là tiếng Sanskrit, là tiếng Phạn ngữ á, hiểu không? Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nha. Rồi bây giờ á, thầy đọc 3 lần đọc theo thôi, rồi lần sau mình niệm từ từ về nhà liền. Về nhà đánh lên mạng á, Nam Mô Tassa nó ra nguyên chữ tiếng Phạn cho mình coi luôn à. Mình không biết chữ nào đánh lên mạng theo chữ đó nó ra nguyên câu, cái mình ghi đó xuống mình học nha. Gỡ đầu á, mình vô Google mà đọc á, mình kêu nó đọc cho mình nghe, mình đọc lại cũng được nữa. Rồi đọc theo thầy nè. Nam Mô Tassa Bhagavato Gavato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đó cũng ngon đó, thấy không? Khi lên ăn cơm á, mình cũng nguyện làm thầm nè, lên ăn cơm mình ngồi đây nè. Nên đó, mình ra quán á, mình ăn mình niệm, ta không biết mình niệm gì, thấy không? Tính đầu thần chú. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. À, mình ra quán mình ngồi mình niệm mình ăn gì đó, nhưng mà lúc niệm mình nhớ tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thực ra cái công đức mà niệm Phật là tưởng nhớ tới Phật, công đức vô cùng lớn, mình không nghĩ lường được đâu. À, công đức là công đức vô cùng lớn đó, à, mà chúng ta không có biết được. Tại vì á, chúng ta nhớ tới Phật là nhớ tới cái gì? Nhớ tới sự cực khổ của Phật, nhớ hạnh hy sinh của Ngài, nhớ cái vĩ đại của Ngài. Ngài là người đầu tiên trên thế giới này tìm ra được nguyên nhân của đau khổ và tận diệt được nguyên nhân đó. Nên Ngài là không ai có thể sánh được với Ngài hết á. Mình bây giờ Ngài tìm ra con đường sẵn nè, mà mình đi theo, mình đi vất vả, đi vất vả, đi gian nan, đi phải khóc lóc mà đi. Còn Ngài, Ngài tìm đi tầm đạo 5 năm, 6 tháng tu tập, 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, Ngài cũng vất vả 11 năm đấy. Mình bây giờ tu có 2-3 bữa là thầy ở, thầy sao con không gì không chánh niệm, con không có diệt được dục, con không có diệt được tham sân. Đức Phật còn mất 11 năm gọi là lăn lộn trong rừng, 11 năm khổ hạnh, 11 năm đi tìm thầy học đạo Phật đó mà còn như vậy. Còn mình bây giờ á, học một vài năm ăn thua gì, học đi, tu từ từ nó thuần thục à. Quý vị hiểu không? Đây là cái giáo lý, chỉ đây là con đường duy nhất. Nói cho quý vị nha, hiểu là đây là con đường duy nhất. Duy nhất có nghĩa là gì? Là không có con đường thứ hai nào cả. Nếu có con đường nào thứ hai, không bao giờ có. Ai nói có con đường thứ hai là không bao giờ có. Đây là con đường duy nhất, là con đường của tâm. Nên á, sorry, nên á, chúng ta nên gọi là con đường duy nhất. Đó là không có con đường thứ hai. Nên á, mình phải đoạn cho bằng được 5 cái triền cái này thì chúng ta mới có thể đi vào con đường của Phật cách nhanh chóng được. Tức là 5 cái che tâm. À, che tâm mình có 5 thứ. À, thứ nhất là dục tham. À, dục tham. Thứ hai là sân. À, thứ ba là nghi. Cái ông này là nguy hiểm nè. Cái ông nghi không có lòng tin. Mà không có lòng tin không đi tới chỗ được. Mà làm sao có lòng tin? Chỉ cần chánh tri kiến thôi. Chánh tri kiến có nghĩa là mình hiểu từ đầu tới đuôi, từ một cái người vô minh như thế nào sang cái người giác ngộ thế nào. Con đường duy nhất, độc nhất, độc đạo, không có cái đạo lộ thứ hai, hiểu không? Nên khi chúng ta hiểu đó rồi đó, là chúng ta sẽ có 4 cái dự lưu phần. 4 dự lưu phần có nghĩa là 4 cái phần mà làm nên một cái quả vị dự lưu. Có nghĩa là mình bước chân một phần vào dòng thánh, gọi là thầm thánh thứ nhất, là dòng thánh dự lưu á, gọi là 4 cái dự lưu phần. Bữa nay ngày 26 tháng 11
năm 2017. Chúng ta đi tu thiền tập á, nên đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là biết rõ từng cử chỉ động tác của thân mình, tỉnh giác là phát hiện nhanh gọn lẹ tâm khởi. Chộp chứ bằng được mình thôi à, mình có thân và có tâm. Chánh niệm là biết rõ thân của mình. Tỉnh giác là cái độ nhạy bắt được cái tâm mình khởi mà quan sát rõ nó, gọi là nhận diện. Cái từ này phải rõ, từ nhận diện. Nhận diện thân của mình, nhận diện tâm của mình. Đây tu cho tới chết. Đi thấy rõ tướng mình đi. Thấy bằng cái gì? Thấy bằng tánh thấy. Không thấy bằng tưởng. Không phải tưởng tượng cái tướng mình vậy, không phải tưởng tượng cái tâm mình vậy, mà thấy bằng tánh thấy. Ví dụ như ta đi nè, chúng ta thấy rõ tướng mình đang đi. Cái tướng mình đang đi cong, tướng đi thẳng, tướng đi đẹp, tướng đi xấu, chúng ta thấy. Chúng ta giơ tay lên, chúng ta thấy chúng ta đang giơ cái tay lên. Thấy giống hệt như mình nhìn cái màn ảnh chiếu phim vậy đó. Tất nhiên là bây giờ mình xem lại cái cuộn phim thực tại. Nói để cho dễ hiểu nè. Cái phim thực tại. Thực tại thì trong nhà Phật gọi là sát na. Tức là sát na sanh diệt của cái dòng sanh diệt của cái vũ trụ này. Vũ trụ này đang trải qua dòng sanh diệt. Thì cái thực tại này, thực tại của ai? Của chính bản thân mình. Mình đang làm gì đó, mình thấy cuộn phim nó đang chiếu. Thay vì mình coi phim sau này, mình túc mạng thông, mình sẽ coi được cái bộ phim đó. Nhưng mà bây giờ mình coi phim trực tiếp, gọi là livestream. Không, đây là sự thật, không phải cái ai livestream. Chữ livestream này á, là chúng ta quay trực tiếp Facebook á, gọi là livestream. Livestream là quay trực tiếp hiện tại. Thì bây giờ cũng vậy nữa, chúng ta coi livestream của chính bản thân mình và tâm của mình. Mình coi trên Facebook, mình chỉ coi được cái thân của mình livestream thôi, chỉ có chánh niệm thôi, không có tỉnh giác. Còn mình livestream này hai cái chánh niệm, cái tỉnh giác của livestream siêu cái tỉnh giác và chánh niệm. Nói vậy là mình dễ hiểu chưa? Còn cái mà mình túc mạng thông á, túc mạng thông tức là chúng ta mở một cái tập tin, mở một cái file nó chứa trong A Lại Gia, mình coi lại thôi, của chính bản thân mình thì gọi đó là túc mạng thông. Mình biết cách để mở nó ra để coi lại. Giống hệt như á, mình xài máy tính thì ai cũng xài phải không? Nó có cái hard disk, hard disk của cái máy tính á, hard disk. Trong cái hard disk này nó sẽ chứa những cái tập tin lưu ở trong đó thì gọi là tàng thức. Và những cái file, trong cái file nó nhốt trong cái folder. Thì trong cái file này nó nhốt trong những cái folder này nè. Folder là những cái gì? Thư mục phải không? Còn cái file này là tập tin phải không? Cái hard disk này là ổ cứng phải không? Như vậy thì chúng ta nhốt cái tập tin trong cái thư mục, thư mục nhốt trong cái hard disk. Vậy cái hard disk này là cái tàng thức. Tàng thức thì người ta gọi là A Lại Gia thức. Còn cái tập tin này với cái folder này thì gọi là tiềm thức. Tiềm thức gọi là mạt na thức. Mạt na thức. Hiểu này không? Tức là chúng ta có 8 cái thức chính. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là 8 cái thức chính, 6 thức đầu. Còn cái mạt na thức là thức thứ 7, ta gọi là tiềm thức á. Thì nó quay những cái cuồng phim. Cuồng phim gì? Khi mắt mình nhìn quay lại, lỗ tai mình nghe quay lại, mũi mình ngửi quay lại, lưỡi mình nếm quay lại, da mình sờ quay lại, ý mình nghĩ tới quay lại. Nó 6 cuồng phim chính. Mà mỗi cuồng phim đó, nó từng tập tin nó nhốt vô cái folder. Tức cái folder tức là cái thư mục, mình có 6 thư mục chính. 6 thư mục chính. Tập tin này thì vô số.
Trong từng sát na một nó có tập tin một, hiểu không? Nó nhốt trong 6 cái folder đó. Thì 6 cái folder này nó nhốt trong hard disk là A dạ lại A lại giả thức của mình. Do đó khi mình có túc mạng thông, có nghĩa là mình mở cái thư mục này ra, mở tập tin này ra, mình xem lại. Như vậy là gọi là túc mạng thông, mà Đức Phật thì gọi là túc mạng trí. Chúng ta bữa hổm học á, là Đức trong canh 1, canh 2, Đức Phật tìm được cái cách để mở cái tập tin này ra nè, giống hệt mình học vi tính vậy đó, tìm cách mình mở ra, nhấp chuột hai cái, nhấp đúp chuột hai cái, cụp cụp, là mở ra một cái, là muốn nhấp chuột thì phải trước hết nhấp cái gì? Trước hết nhấp phải nhấp hát đích. Nhấp vào cái ổ đĩa gì? Trong ổ đĩa nó có nhiều ổ đĩa, thì chúng ta chỉ nhấp cái ổ đĩa trước, rồi nó mở ra một loạt cái folder là tập tin. Chúng ta nhấp một cái thư mục, nhấp cái folder thư mục xong, một loạt tập tin, chúng ta nhấp cái tập tin nào? Hiểu không? Thì cái đó gọi là túc mạng thông, mở chính về cuộc đời của mình, trôi lăn sanh tử, nhiều đời, nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta tu, tại sao chúng ta lại lưu những tập tin đó? Là tại vì mình không có biết mình gieo cái gì, nên khi mà chúng ta quay phim đó, quay phim trong vô thức. Chúng ta quay phim trong vô thức, có nghĩa là chúng ta làm trong vô thức. Chữ thức đây là vô trí thì đúng hơn. Vô trí, dùng thức để quay phim, quay trong cái vô trí, xin lỗi, quay trong cái vô trí. Mà chúng ta dùng quay trong cái thức, có nghĩa là quay trong cái ý niệm. Mà chính cái ý niệm mình là cái gốc tạo ra nghiệp, nên chúng ta quay này quay bằng nghiệp. Hiểu không? Bây giờ khi mà mình nhìn lại cái thực tại này, quay livestream, có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi cái thức, mà chúng ta quay bằng tánh. Thì tánh, cái tánh đó là cái cầu nối giữa thức và trí. Ví dụ như thức biến thành trí thì có một cái khoảng chuyển đổi. Thức nè, nó biến thành trí. Vậy thì livestream nằm đây, nó nằm trên cái đoạn này. Như vậy thì chúng ta muốn cái thức này biến thành trí á, thì phải có cái đoạn giữa này, hiểu không? Như vậy là tu tập là mình đang làm cái đoạn giữa này nè. Do đó mà chúng ta phải quay livestream chính mình, có nghĩa là mình không xem bằng túc mạng, mà mình xem nó đang diễn ra. Nó đang diễn ra. Như vậy thì cái thân mình nó đang diễn ra như thế nào? Hồi xưa mình không biết, tại mình dùng thức. Mình dùng thức á, thì nó qua 6 căn. Dùng thức qua 6 căn, mà 6 căn tiếp với 6 trần. 6 trần đây là nhìn bên ngoài của thân và tâm. Bây giờ chúng ta quay lại cái máy quay này nè, thay vì quay ra 6 trần, giờ quay lại quay mình. Hiểu cái này chưa? Đặt cái camera. Trời ơi, học này thành học tiếng Anh luôn. Cái camera để mình quay ra ngoài 6 trần. Quay đây nè, thường thường quay nè, nghe ngoài, thấy ngoài, nhìn ngoài. Nhìn không sao, không có nhìn không đâu. Nhìn để làm chi? Để phiền não chứ chi. Nhìn để phiền não. Mình nhìn để phiền não. Mà nhìn sao phiền não được? Nhìn thấy cái này đẹp hay xấu? Đẹp thì thích, xấu thì mày biến đi. Hiểu không? Chính cái thích là gì? Dục. Biến đi, sân. Nhìn cái một trong hai ông này xảy ra nè. Còn nếu nhìn, đã gọi là nhìn trong thức, thì cái niệm mình nó tuôn trào suối chảy luôn luôn, lúc nào cũng có niệm. Vậy thì một là niệm dục, tham. Dục nghĩa là tham. Hai là niệm từ bỏ, niệm sân. Cái thứ ba vẫn niệm vô minh. Vậy thì sân, tham, si. Thấy chưa? Vậy thì tham sân si nó thành lập nên một cái tâm gốc của mình, thì gọi là căn bản phiền não. Căn bản, căn bản là nó gốc nhất rồi, cổ nhất rồi. Hỏi cái gì cổ nhất? Đồ cổ nào cổ nhất mà không có giá trị gì hết á? Chính tham sân si nè. Đồ cổ người ta mua á, ta tốn bạc tỷ, đồ cổ này muốn dục đi mà dục không nổi với nó. Đồ cổ á, từ ngày có mình là có ba thằng này. Tại vì khi có mình á, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, có lục nhập thì có thằng này nó kèm theo.
Mà muốn có lục nhập là có sắc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì phải có thân, danh và sắc. Danh đó là tâm, sắc là thân. Sắc thì đất, nước, gió, lửa, xanh đó là xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư là danh. Danh tức là tâm mình, tâm mình có 5 cái: xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư là tâm của mình đó. Như vậy thì khi có con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là có trần ở bên ngoài, nó kết với trần bên ngoài, thì nó lại sanh ra 3 ngày tham, sân và si, là căn bản phiền não. Từ tham, sân và si này, những cái căn bản phiền não đó, nhiều đời nhiều kiếp luân hồi, nhiều đời nhiều kiếp luân hồi, khi mắt tiếp xúc, vậy thì từ 3 ông này lại sanh ra tiếp. Sanh ra gì? Sanh ra cái tùy phiền não. Mà Đức Phật gọi hết trơn cái chùm này gọi là lậu hoặc. Vì khi chúng ta sanh ra nó và nó trở lại chi phối thân khẩu ý của mình. Ví dụ như chúng ta làm, nhìn nó khác với làm, nghe nó khác với làm. Làm là mình tác động ngược lại với trần, nhìn là phát hiện trần, còn làm tác động ngược lại trần. Mà nhìn không có nghiệp, tác động ngược lại mới nghiệp, gọi là hành nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nghiệp nó sẽ dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử. Có sanh là bởi chúng ta tạo nghiệp. Nên đó, nghiệp tạo khi chúng ta có hành, hành nghiệp có nghĩa là cái thân của mình, khẩu của mình, ý của mình, nó sẽ tác động ngược lại với trần phía bên ngoài. Hồi nãy chúng ta nhìn là chúng ta phát hiện ra trần phía bên ngoài nó có cái gì thôi, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mình phát hiện cái xung quanh, nó mới phát hiện thôi, nó không có tội lệ gì á. Nhưng mà mình đập nó bắt đầu tới tội nè. Mình phát hiện cái bông này đâu có, sao đâu, mà mình ngắt nó là tội. Hiểu không? Ngắt nó đau khổ, mà nó đau khổ tạo thành tội. Hiểu không? Tội xuất phát từ đâu? Là do hành nghiệp. Chứ tự nhiên nhìn nó thôi có đâu tội, nhìn biết nó đẹp xấu đâu có đâu tội. Nhưng khi người ta tác động rồi, tác động bằng ý. Bộ nói ý không có tác động à. Có nhiều người á, ta dùng ý, ta nâng bổng cái này lên à, tin không? Ta mở khóa rồi đó. Ý nó có tác động, tại mình ý mình yếu quá đó. Nên mình phải mượn lời và mượn thân của mình tác động qua ý. Còn ý mạnh quá tác động trực tiếp luôn, đập mày luôn. Có thần thông dùng thần thông quýnh luôn. Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông quýnh luôn. Hiểu không? Tức là thần thông là mình khởi ý niệm lên, khởi niệm lên đập luôn, không cần phải dùng lời và dùng tay chân đâu. Vậy thì cái đó bị ý, ý nghiệp. Mà ý nghiệp của mình không đủ để làm gì, bắt buộc phải dùng lời chửi người ta, dùng tay chân. Nên người nào dùng tay chân và lời là người đó yếu về phần ý. Có nghĩa là ý không để làm nổi, nên ta phải dùng lời tay chân. Chứ ý làm nổi đây ta đánh bên Mỹ rồi. Ta thù người bên Mỹ đây ta tác động liên tục ta quýnh ở bên Mỹ á. Hiểu không? Đó là ý nghiệp. Nhưng mà ý nó làm không nổi, nó không đủ thần thông để làm chuyện đó, nên bắt đầu nó dùng lời và dùng thân của mình. Đây gọi là hành nghiệp. Hành nghiệp mới tạo nên nghiệp, nghiệp mới dẫn đi sanh tử luân hồi. Và nghiệp nó mới nắng đi cái tướng trạng của mình, và nghiệp nó tạo đi hoàn cảnh của mình. Đó là cái thế giới giả. Cái thế giới tạo qua nghiệp mình gọi là thế giới giả. Thế giới giả, tại sao thế giới giả? Thế giới tạo qua ý thức của mình. Tạo qua ý thức của mình là thế giới giả. Nó còn cái loại thế giới mà không tạo qua ý thức của mình nữa, đó là thực tướng của thế giới. Thực tướng của thế giới. Bắt đầu vô pháp đó, khi mà người ta biết được thực tướng thế giới này, ta sẽ nhìn thấy tánh của mình, gọi là kiến tánh. Còn bây giờ chúng ta nhìn thấy thế giới là qua cái thức của mình hết. Mà từ thức của mình đó là phải qua các cái nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, qua đó hết. Mà muốn qua thức thì phải qua các căn. Qua căn đã sai, qua thức sai thêm lần thứ hai. Chúng ta có hai cái sai khi nhìn. Học thiền tập lần hai. Với cái bài chúng ta học quán tứ niệm xứ, chúng ta học thiền chúng ta không cần phải hấp dẫn nha, mà chúng ta cần
cái thật của pháp, có nghĩa là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là cái pháp thật của nó, mà được Đức Phật chứng ngộ pháp thật, Đức Phật truyền lại mình. Nên khi học thiền không có quan niệm người dạy hay dạy dở, mà người dạy đúng chánh pháp hay không đúng chánh pháp mà thôi. Hiểu này không? Người dạy sự thật hay không sự thật thôi, có ở đâu hay dở. Trong kinh Phật dạy đó, khi chúng ta học thiền, vì thiền có nghĩa là gì? Thiền là nhận rõ biết tất cả các gì xảy ra của thế giới này, nhận biết tất gì xảy ra sự thật của mình. Và chính sự nhận rõ biết đó thì đó gọi là trí bát nhã. Trí bát nhã, bát nhã trí sanh ra, bát nhã gọi là panh nha, panh nha gọi là bát nhã, maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh đó, trí tuệ bát nhã. Rõ biết, biết là trí, không biết là vô minh, biết là trí. Mà trí biết về nguyên nhân của đau khổ và con đường để đoạn diệt đau khổ thì cái đó gọi là thánh trí. Gọi là thánh trí. Trí biết về tất cả các pháp sanh diệt của thế gian thì gọi là phàm trí. Ví dụ như chúng ta phát hiện ra muối cộng muối bằng hai muối mới. Kim loại tác dụng với axit đứng trước giải hoạt động của hydro cho ra muối giải phóng hydro. Đó là chúng ta biết đó, cái đó biết về gì? Biết về thế gian, phàm trí. Nhưng mà chúng ta biết đâu là khổ, đâu là con đường tận diệt đau khổ, đâu là sanh tử luân hồi, đâu là con đường tận diệt sanh tử luân hồi, thì cái đó được gọi là thánh trí. Như vậy quý vị có phân biệt được là chúng ta cần nên biết cái gì không? Cần nên biết cái thánh trí này để chúng ta thoát khỏi đau khổ. Còn biết phàm trí thì không thoát khỏi đau khổ. Vậy thì tại sao vào thời Đức Phật nhiều vị tỳ kheo cũng như ngoại đạo đi đến hỏi Phật: vũ trụ này căn nguyên từ đâu? Ai thành nên cái vũ trụ này? Và sau cái vũ trụ diệt này nó ra cái gì? Và trên hành tinh này có bao nhiêu cái mặt trời, bao nhiêu cái mặt trăng, bao nhiêu cái trái đất? Đức Phật không trả lời. Người ta nói là các cái vị đó chất vấn, Ngài không trả lời là do Ngài không chịu trả lời, hay Ngài không trả lời là do Ngài không biết? Đức Phật mới ví dụ một người bị tên bắn. Bây giờ điều đầu tiên là làm cái gì? Nếu một người trí, một người khôn làm gì? Giật mũi tên ra, cầm máu đắp thuốc, hay là một người khôn điều tra tên này ai bắn? Mũi tên vuông hay mũi tên tròn? Chất liệu tên bằng cây hay chất liệu tên bằng kim loại? Kim loại là kim loại gì? Chì, đồng, kẽm, sắt, vàng. Và ai là người sản xuất ra cái mũi tên và bắn nó với tốc độ bay bao nhiêu km trên giờ? Và bắn chúng ở đâu trong người? Trong người mình chúng ở chỗ đó, cái bộ phận chúng đó kêu là gì? Và bắn độ sâu là bao nhiêu? Máu chảy bao nhiêu millilit? Và tốc độ của máu chảy ra như thế nào để hứng? Cái người trí làm sao? Người trí ta phải cấp cứu, giật cái mũi tên ra dục ngàn bên, đắp thuốc cầm máu, tính sao? Để cứu mạng cho người đó trước tính sao? Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài chỉ có chỉ cho con đường đau khổ và con đường diệt khổ. Còn tất cả các cái mà trí phàm này nè, không phải là Ngài không biết. Ngài là đấng toàn năng, không phải toàn trí toàn giác, toàn tri toàn giác. Ngài có biết cái này không? Có biết vũ trụ bao nhiêu không? Sao mà không biết? Nhưng mà dạy để làm gì? Cái mục đích dạy làm gì? Dạy tăng cái sự hiểu biết của phàm trí này thôi, chứ đâu làm gì đâu. Phàm trí chết rồi thôi. Mà hiểu biết xong đâu? Hiểu biết rồi sẽ sanh phiền não với nó. Nếu cái biết mình biết đó, nó là đẹp, nó là tốt, thì mình ham đắm chấp thủ nó, muốn sở hữu lấy nó. Còn cái này, muốn biết cái này nó sẽ ảnh hưởng tới thân và tâm của mình, nó làm mình mất quyền lợi, mình sẽ đuổi xua nó đi, thì nổi lên tham và sân. Hiểu không? Như vậy cái biết của phàm này là cái biết phục vụ cho tham, sân và si.
cái biết của một bậc thánh trí phục vụ cho thoát khỏi tham sân si chi phối. Quý vị thấy từ từ ra chưa? Nếu chúng ta từ từ ra nên chúng ta sẽ có lòng tin. Đức Phật nói, người nào chứng được bốn dự lưu phần, người đó sẽ đứng vào hàng thánh, vĩnh viễn không còn đọa trong sanh tử luân hồi, tối đa tu bảy kiếp đắc quả A-la-hán. Bốn dự lưu phần. Dự lưu là gì? Là người nhập vào dòng thánh, dự lưu phần. Đó là người tin bất động. Nhớ chữ bất động dùm. Bất động ghi mực đỏ, chứ không ghi không nhớ, không có cảm giác, không ấn tượng. Này dùng tưởng quẩn để ấn tượng ha. Tưởng quẩn có ấn tượng, có liên tưởng, có ảo tưởng. Ấn tượng là gì? Ấn tượng là mình nhìn cái một cái gây ấn tượng à. Tưởng quẩn á, khi mình nhìn người đó cái tự nhiên trong cái tưởng quẩn mình nó nổi lên những cái ấn tượng về người đó. Thì cái thứ nhất cái tưởng á, nó có giá trị về mặt ấn tượng, có giá trị về mặt liên tưởng, có giá trị về mặt ảo tưởng, có giá trị về mặt là niệm tưởng. Niệm tưởng nghĩa là mình nhớ tới, ngồi đây mình nhớ tới hình ảnh chạy qua. Bữa trước á, chúng ta nói về sắc thọ tưởng hành thức ngũ quẩn rồi phải không? Người con Phật không biết được ngũ quẩn thì đừng có bao giờ đi học thiền này. Tất nhiên tất cả cấu tạo bằng ngũ quẩn đó, nên mình biết ít nhiều thôi. Từ từ mình sẽ nhìn thấy xung quanh ngũ quẩn của mình nó bao nhiêu thứ. Nó từ tâm, từ thân, từ căn bản phiền não, từ tỳ phiền não, từ dục, từ tham, từ lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó nằm trong ngũ quẩn này hết, nó không ra ngoài. Do đó người con Phật phải nắm cái gốc nó, ngắm từ ngũ quẩn. Nên cái bản đồ quý vị thấy đó, là bản đồ thầy vẽ cái ngũ quẩn cái chân giữa đó. Như vậy thì cái niềm tin bất động, nhớ là bất động. Bất động nha, niềm tin bất động đối với ai? Bốn cái dữ lưu phần, Phật Pháp. Phật, Pháp, Tăng, Giới Bổn. Nên cái này chúng ta nói trước để sau này chúng ta có học một bài này. Sau khi chúng ta học các phép quán và thiền định, học cái bài này mình mới vững được. Còn giờ học cái bài này mình chưa có hiểu hết đâu. Khi chúng ta học có thực tập thì chúng ta mới thấy sự vĩ đại của Phật Pháp Tăng. Còn bây giờ chúng ta chỉ hiểu trên thức mà thôi. Còn khi nào mình thực tập đi, khi mà thầy quán độ, thầy ngồi ở dưới cái gốc cây á, muỗi nó cắn, kiến nó bò, gió thổi lạnh, cô đơn một mình, chúng ta mới thấy được. Mình ăn á, thì có quán bán, Đức Phật ăn khất thực, không biết người ta có cho hay không, ngày đó có cơm ăn hay không. Mình mới thấy cái sự vĩ đại của một người từ bỏ tất cả những cái mà có được, đi tầm cầu đạo Pháp, ngủ dưới gốc cây, mặc có bộ đồ. Mình mặc hai ba bữa dơ thì mình mướn để giặt, loaning là mướn ta để giặt. Còn á, ngài tự giặt một bộ đồ thì giặt sao? Thì quấn cái y trong, nó có ba cái bộ y, y thượng, y trung, y hạ. Bắt đầu chúng ta hiểu bằng hiểu cái này nè. Chứ đừng có bao giờ hiểu Phật bằng cái ông Phật từ trên trời nhảy xuống thế gian rồi giả bộ đi tu. Không có đâu. Đức Phật sanh ra có ba có mẹ đàng hoàng, và ngài có thân này. Thân này là cũng thân của ngũ uẩn. Nên Đức Phật có một bài kinh, Đức Phật nói là thấy ngũ uẩn tức là thấy Phật. Thấy ngũ uẩn là giác đó, mà giác là Phật đó. Chứ Đức Phật thân này cũng như thân bao nhiêu người khác. Nên có một cái vị trước khi chết, ngài nói với ba của ngài là lại hãy đảnh lễ Đức Thế Tôn, và mời Đức Thế Tôn lại đến đây. Cả đời con ao ước được nhìn thấy Đức Thế Tôn một lần, rồi con chết cũng được. Do đó người cha mới đi đến đảnh lễ Phật và cầu khẩn Phật đi đến cho người con. Nên Đức Phật lại hỏi người con là con có nguyện ước gì? Là con nguyện ước gặp Đức Như Lai một lần. Thì Đức Phật mới nói là thân của Như Lai cũng là thân ngũ uẩn. Thân của Như Lai sắc này cũng là đất, là nước, là gió, là lửa. Như vậy thì tìm Như Lai mà ông tìm trên đất nước gió lửa, tìm trên ngũ quẩn, ông không bao giờ thấy được Như Lai đâu. Tại Như Lai là tánh giả. Nên ông quay lại tìm chính mình đó. Đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Sự hoạt động của sắc thọ hành thức như thế nào? Cái gì gây ra nghiệp để đau khổ? Cái gì đoạn tận đau khổ ở trong cái thọ tưởng hành thức của chính ông? Và ông phải bỏ cái pháp chấp đó đi.
mà hiểu nó là vô thường, là sanh diệt. Hãy trả cái bản ngã này về với dạng pháp, cái thực của pháp đi, cái đó mới thấy được Phật. Phật là tánh giác, Phật là giác ngộ. Nên đó, Phật giả Phật đà chi thỉnh sinh, Phật có nghĩa là giác ngộ. Thì chính giác ngộ đó là Bồ Đề. Như vậy Bồ Đề chức là Phật. Nên đó, Phật là giác ngộ. Còn thân Phật cũng đốt lên trà tỳ, cũng trả về với các bụi. Phật đâu đây mà đi tìm, hiểu không? Nên người ta tìm Phật, ta đi tìm cái thân của Phật thì người đó bị sai rồi. Phải tìm cái tánh Phật thì cái đó mới gọi là đúng. Tại Phật tánh là Niết Bàn, không sai không khác, không đến không đi, Như Lai thường trụ vắng lặng tịch tịnh. Mà Niết Bàn nằm đâu? Nằm ở trong tâm không còn tham sân si này nè. Đây là Niết Bàn. Khi chúng ta mà đoạn được tham sân si này ra khỏi tâm của mình thì nơi đó chúng ta sẽ nhìn thấy Phật. Nên đừng có đi tìm Phật nha. Vua Trần Cảnh, Trần Thái Tông đi lên núi Yên Tử tìm Phật, nhà sư Viên Chứng nói là Phật đâu đây, ngài tìm. Vì ngài hỏi Phật ở đâu, nói là Phật ở trong lòng người. Khi lòng người thanh tịnh giác ngộ thì Phật hiện ra. Khi lòng người động loạn độc ác buông ba thì Phật ẩn mất. Chúng ta đang trong cái trạng thái Phật ẩn mất. Nên chúng ta đối xử với nhau không bằng tứ vô lượng tâm, mà chúng ta đối xử với nhau bằng lậu hoặc. Lậu hoặc nó nghĩa là gì? Bằng dục, lòng tham, bằng căn bản phiền não và tỳ phiền não, tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cùng xiểm hại. Mình đối xử với nhau bằng vậy đó. Nếu chúng ta mà Phật hiện ra thì chúng ta đối xử với nhau bằng từ bi hỷ xả. Từ là thương yêu không có điều kiện, bi là cứu khổ không có điều kiện, hỷ là luôn luôn lúc nào cũng không có sân giận, xả là không có nắm bắt tham và sân, không có giữ lại tham và sân. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là Phật nằm ở đâu, đi tìm Phật ở đâu. Nên sau bài kinh bao giờ cũng có tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tự là quay lại để tìm, sẽ nhìn thấy Phật. Có nhiều người sốc đi tìm Phật. Ông Đề Bà Đạt Đa tìm thấy Phật rồi đó, quy y Phật rồi đó, có thần thông rồi đó, đọa địa ngục đó. Như vậy thì ở kế bên Phật cũng đọa địa ngục vậy. Ở kế bên Phật mà ta nhìn tướng Phật chứ ta không có thấy được tâm Phật. Ta sống với cái tướng Phật theo cái tham dục của mình. Ta luyện thần thông để sử dụng thần thông chiều theo tham sân si của mình. Chứ không phải là chúng ta tu chứng tự khắc nó được thần thông. Nên có nhiều người luyện thần thông chạy lên mặt nước rồi đó, thiền sức hồn rồi đó, dần dần là chúng ta sẽ được một cái thần thông gì đó. Nhưng mà sức cái hồn ra thì tham sân si nó có xuất ra khỏi cái tâm mình hay không? Tức là cái tác nhân làm đau khổ sanh đi sanh tử luân hồi có xuất khỏi cái tâm mình hay không? Nếu không có thì thần thông đó vô nghĩa, đến hết nghiệp rồi chết cũng vẫn đi sanh tử luân hồi. Chỗ này là chỗ ông A Tư Đà bật khóc khi về xem dương tướng của thái tử nè. Tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Phật thuyết ông mới diệt được cái lậu tận thông này nè. Tức là ông có lậu tận thông, diệt được lậu hoặc. Mà giờ ông không nhìn thấy nguyên nhân của sanh tử, nên ông không thể nào mà ông diệt được. Thấy nó mới diệt được, còn không thấy nó không bao giờ diệt được. Nên bốn cái dự lưu phần này ghi thôi, bữa sau chúng ta học. Niềm tin bất động, không động, với Phật, với Pháp, với Tăng, với giới bổn, người này sẽ dự vào dòng thánh. Trên giảng bàn thầy đi lên dạy, nhóm Phật tử khóc với thầy. Thầy con hết biết đường tu rồi, hỏi sao vậy? Tu hai mấy năm niệm Phật, giờ người ta nói không có Phật A Di Đà, nói kinh A Di Đà giả, nên giờ con nghĩ con không biết đường nào tu, con nghĩ con không biết đường tu nữa. Giờ con không ăn chay, con không thờ Phật, không làm gì nữa. Niềm tin đó là niềm tin động chứ không phải bất động. Tại sao niềm tin động? Là tại vì chúng ta không có chánh kiến. Mà tại sao chúng ta không chánh kiến? Tại vì chúng ta không biết rõ về nó.
tin hay làm mà chúng ta không biết làm cái gì, tin cái gì, không biết rõ về nó. Quý vị học đi, quý vị sẽ thấy con đường nào, như thế nào, đạo lộ nào nó rõ ràng trước mắt, không cần quý vị phải tin đâu, tự nó tin mà. Không cần ai phải đánh đổ đâu. Ai nói cái gì linh lắm, cái gì hay lắm, linh không thoát được sanh tử luân hồi, linh không làm cho mình hết khổ. Thấy ông thầy bùa ông linh cỡ nào không? Có ông thầy bùa, ông đứng lên đón láng đi qua sông luôn đó, mà cuối cùng vợ bé ông quậy mà ông phải tự chết đó. Ở dưới miền Tây á, ông đứng trên cái nón lá ông đi qua sông luôn đó, có gì khủng khiếp không? Nhưng cuối cùng ông nhiều vợ quá, vợ bé ông á, quậy ông không biết quậy làm sao đó, rồi ông tự chết. Có gì thấy khủng khiếp không? Linh đó, linh đi làm gì cũng phiền não vậy đây. Nên chúng ta tìm ra cái thật của cái thân và tâm của mình, đâu là khổ, đâu là con đường để đoạn lìa đau khổ. Không cần phải điều tra cái vũ trụ này cấu tạo như thế nào, các electron nó tồn tại, nó bay sao trong proton, và nó bay được bao nhiêu ngày, nếu đập bể cái electron đó ra thành cái elip gì không. Những cái đó là những cái phàm trí thôi, từ từ sẽ có người tìm ra, tìm ra để phục vụ cái trần này, là phục vụ cái đời sống của mình thôi. Thì cái đó cũng tốt, nhưng mà tốt về mặt thế gian pháp, chứ không phải tốt về mặt xuất thế gian pháp. Đức Phật là nhà bác học tìm ra cái xuất thế gian pháp. Ông Albert Einstein, ông Bohr, tất cả các ông khác, thì ông Newton rồi đó, tìm ra cái thế gian pháp, cũng phục vụ con cho người, nhưng mà phục vụ về mặt thế gian. Đức Phật phục vụ về mặt xuất thế gian. Cái thế gian với cái xuất thế gian, cái nào là đẳng cấp? Xuất thế gian dĩ nhiên nó là đẳng cấp vậy, là mãi mãi không còn đau khổ, mãi mãi không còn trong sanh tử luân hồi. Ta tìm về cái bản thể thật của vũ trụ. Có nhiều người nói là như vậy thì mình lúc đó ở đâu thầy? Lúc đó mình ở đâu? Là ở chỗ hết chấp bản ngã. Hết chấp bản ngã. Cái lúc đó, cái lúc mà mình tu đắc pháp rồi đó, thì mình ở đâu? Lúc đó mình ở ngay chân cái chỗ hết chấp bản ngã. Còn chỗ hết chấp bản ngã là chỗ nào thì tới đó mới biết. Ai có tới cái chỗ hết chấp bản ngã chưa? Nếu mình nói vũ trụ bao la hay nói càn khôn nhật nguyệt gì nữa cũng trong cái tưởng mình tưởng ra thôi. Tôi tưởng ra vậy đó, tôi tưởng ra bao la vậy đó, tôi tưởng có niết bàn vậy đó. Nên chỗ này là chỗ bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Nghĩ qua tưởng mình là sai. Cái tưởng mình á, nó có thứ nhất á là ảo tưởng, thứ hai á là ấn tượng, à thứ ba á là niệm tưởng, thứ tư là liên tưởng. Đây là tưởng quẩn nè. Sắc mình biết rồi, là sắc thân của mình phải không? Thọ là cảm giác, nhìn thấy cảm giác làm sao, ăn cảm giác làm sao, ngon quá. Ngửi Chanel lên cơm cảm giác sao? Cái cảm giác, cái này là cái khó nhất khi nhận diện. Cái cảm giác, bây giờ cái gì mà cảm giác cho mình nhất, cho mình nhắm cái đó mình tu đi, là mình sẽ biết được cái cảm giác đó là cái gì. Cái gì mà cảm giác mình sướng nhất, vui nhất, gọi là khoái nhất, đã nhất gì đó, đại loại mình lấy cái đó mình suy ra, mình mới biết được cái cảm giác là cái thọ. Cái thọ quẩn, cái thọ nó là vậy đó, cái thọ quẩn nó là vậy đó. Thọ quẩn, bây giờ ví dụ như á, mình nghiện thuốc, hút điếu vô phê, đó thọ đó, cái đó là thọ đó, là cảm giác. Cảm nó có cảm giác lạc, cảm giác khổ, cảm giác không lạc không khổ. Mà cảm giác lạc do cái gì, do vật chất hay do phi vật chất? Nó có hai cái. Cảm giác do vật chất hay do phi vật chất mà sanh ra cảm giác đó. Cảm giác do mắt thấy, tay hay tai nghe, hay do mũi ngửi, hay do da sờ, hay do ý nghĩ tới, hay do lưỡi nếm. Không, không phải là cái đó mình học tổng hợp. Nhưng mà cái cảm giác hiện thời mình có do cái gì, cái đó thì được gọi là quán đó, là thiền quán đó, là quán vậy đó. Nên chúng ta thấy được nó do cái gì sanh ra, thì do cái gì sanh ra thì chúng ta đoạn cái cảm giác đó bằng cách ta đoạn cái nhân của nó.
Tu nó là vậy đó, thiền đó, là tìm nhân đoạn, chứ không phải là chúng ta chặt tại chỗ cái đó. Tìm nhân đoạn, vô minh sanh hành, hành sanh thức, ví dụ vậy đó. Bây giờ ví dụ chúng ta đang đau khổ. Đau khổ bởi gì? Bởi già, bởi bệnh, bởi chết, phải không? Do cái gì mà chúng ta đau khổ, già, bởi bệnh, bởi chết? Ta nói là do cái ông này làm tôi, ông kia làm tôi, do ăn uống, do gì tùm lum. Không phải, do mình sanh ra. Tức là có thân này, do mình sanh ra mới già, mới bệnh, mới chết. Chứ đừng có đổ thừa ông chồng tôi làm tôi khổ gì chứ á. Cái đó là cái râu ria thôi. Cái khổ chính là do mình sanh ra. Không có sanh làm có già, có bệnh, có chết. Không già, không bệnh, chết thì làm sao có ưu bi khổ não. Vậy thì Đức Phật Ngài tìm cái gốc của nó mà Ngài đoạn. Vậy phải đoạn cái sanh này nè, là đừng có sanh ra thì không có già, không bệnh, không chết. Vậy thì cái gì làm cho cái sanh ra? Là cái hữu. Hữu là gì? Hữu là cái muốn có, muốn sanh. Hữu là cái muốn sanh ra. Vậy cái gì mà làm cái muốn sanh ra? Là cái mình muốn giữ lại cái thân mạng mà nó đã mất thân mạng rồi. Bây giờ mình muốn có thân mạng kế, là muốn giữ lại thân mạng, đó là do thủ. Thủ là giữ lại đó. Bây giờ ví dụ nha, mình ăn miếng ngon, chút nó hết ngon rồi thì làm sao? Đi kiếm nữa. Kiếm nữa nó là hữu. Nhưng mà cái cảm giác ngon đó mình giữ lại để mình đi tìm cái khác, thì cảm giác mình giữ lại đó gọi là thủ. Thủ là giữ lại cảm giác đó. Đâu có muốn mất cảm giác sướng không? Ai có muốn mất cảm giác sướng không? Sung sướng ai có muốn mất cái đó không? Không muốn mất mới đi tìm đó. Vậy đi tìm á là gì? Đi tìm có được là sanh ra, mà đang đi tìm là hữu, mà giữ cảm giác á thì là thủ. Mà tại sao lại có giữ cảm giác đó? Tại vì thích, ái. Vì ái sanh thủ, thủ sanh hữu. Hiểu chưa? Bây giờ có ái, vì làm gì mà có ái đó? Đâu phải tự nhiên ái. Cọ sát nó có hả? Vậy là xúc. Nhìn mới khoái, chứ không nhìn sao biết đường đâu khoái. Nói thiệt á, ông mà không thấy đường không bao giờ khoái sắc đẹp. Vợ gì cũng được, chứ ngắm mắt léo cũng được nữa. Nhưng miễn sao nói chị im tay thôi, là tại vì ông có lỗ tai. Nên cái dục của lỗ tai sẽ làm cho ông giữ lại, chứ không phải dục con mắt. Dạ, con mắt đâu có mắt đâu, dục mắt. Hiểu không? Như vậy ái là do xúc. Xúc có nghĩa là gì? Ái nghĩa là do xúc. Xúc nó phải đầy đủ căn trần và thức. Căn trần và thức thì nó bằng xúc. Mắt nhìn, mắt là căn nè, nhìn nè. Thấy, thấy gì nữa? Biết. Này là gì? Ly, phải không? Vậy thì mắt nhìn thấy biết vong ly, ba cái đó gọi là xúc. Chứ không phải là xúc là cọ vô. Mình nghĩ xúc là cọ vô, cái đó là xúc giác. Xúc giác với khác với cái chữ xúc của thập nhị nhân duyên. Cái xúc giác nó khác với cái xúc. Xúc này là căn trần và thức mới gọi là xúc. Cái lỗ tai nghe Mr. Đồm hát. À vậy đây là bản gì? Người tình mùa đông. Như vậy thì bắt đầu xúc nó xuất hiện của lỗ tai. Xúc của tai, cái xúc của mắt, nên nó có sáu xúc. Thân xúc, mắt xúc, mũi xúc, lỗ tai xúc, miệng xúc, ý xúc. Nó có sáu cái xúc. Hiểu không? Rồi cái ông xúc này, à tức là xúc mà. Như vậy là trước khi xúc á thì nó có cái gì? Nó có cái thọ, là cảm giác. Chứ xúc nó có thọ là cảm giác. Mình có cái cảm giác vui đó mình mới thích chứ, phải không? Vì muốn có cái cảm giác đó mới có cái xúc. Xúc nằm đây, muốn có cái xúc. Như để xúc á, nó mới sanh thọ. Xúc nó mới sanh tưởng. Xúc nó mới sanh hành. Vì xúc là vì căn tiếp xúc với trần sanh ra thức. Vì căn trần và thức là nguyên nhân sanh ra tâm của mình. Vì căn trần và thức, một cái, năm cái nằm trên thân, một cái nằm trên tâm. Vì thân và tâm nó sẽ sanh ra cái dòng của tâm mình. Tâm mình là thọ tưởng hành thức, là từ xúc mà sanh ra. Mà xúc là căn tiếp xúc trần sanh ra thức.
Có rối không? Chưa học tới, tới học nhân duyên này nói sơ sơ để mình chuẩn bị quán tứ niệm xứ. Tại sao? Nãy giờ chúng ta nói là người ta đang giới thiệu tại sao người ta lại quán tứ niệm xứ. Hiểu không? Chứ không phải tôi dạy dạy về phần này. Chưa, phần này phần cao cấp lên trên để đoạn diệt nó, chúng ta mới dạy. Nhưng mà giờ chúng ta nói tại sao người ta lại quán tứ niệm xứ. Chứ không phải tự nhiên cái quán tứ niệm xứ lại rơi vào giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Tôi bắt anh quán, anh phải quán, anh không cần suy nghĩ chừng đó, tôi cứ quán vậy đi tốt. Nhà Phật không có vụ đó, đó là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Người ta bắt mình phải làm, mình làm không cần suy nghĩ, không cần biết gì hết. Kêu niệm Phật đi đắc đạo, khỏi cần làm gì chứ á. Giới cấm thủ đó. Tại sao lại kêu người ta làm? Mà ta không biết gì hết, ta làm theo, tức là người ta quy định cho mình làm là giới cấm thủ, chấp thủ vào một cái giới cấm trước mà không biết cái nó để làm cái gì cả. Nên chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới mà chúng ta không biết giữ giới để làm gì thì chúng ta rơi vào giới cấm thủ. Mà chúng ta biết giữ giới để làm gì thì đó là giới của Phật chế. Quý vị hiểu không? Cái giới cấm thủ với giới của Phật chế nó mong manh vậy đó. Nếu ai giữ đúng giới của Phật chế thì cái đó mới là giới của Phật, mới đắc đạo được. Còn ai giữ giới cấm thủ đi vào trong kiến chấp của tà kiến. Giới cấm thủ là gì? Bắt mình làm mà không hiểu biết gì hết trơn á. Mê tín, tà kiến, giới cấm thủ. Mà chúng ta đắc cái quả vị nhập lưu thứ nhất á, trong tứ dự lưu phần á, thì thân kiến nghi giới cấm thủ. Thân kiến nghi giới cấm thủ, ba cái này đoạn diệt thì người này sẽ đắc được dòng thánh nhập lưu. Nói thật với quý vị đó, khi chết, trước khi chết phải đoạn được ba này. Người đó trong vòng 7 kiếp đắc quả là hắn. Nếu đắc sớm đầu đời thì từ đây tới chết mình sẽ đắc nhị quả, tam quả, có khả năng lìa khỏi luôn đắc tứ quả. Người cư sĩ tại gia nào sống độc cư, tu đúng đầy đắc quả là hắn. Sống độc cư, tại vì mình sống chung cư á không đắc được. Tại vì chung cư nó có dây kiết sử, mà đắc A-la-hán phải đoạn kiết sử. Chúng ta sẽ học tới cái bài á, gọi là về các cái quả vị đó, sa môn quả. Trong kinh sa môn quả chúng ta sẽ thấy được điều đó. Nên á, cái giới cấm thủ này là chúng ta làm mà chúng ta không biết tôi làm cái gì, người ta bắt làm sao làm vậy à, gọi là giới cấm thủ. Mình nhiều lắm, đi mở cửa mã phải xách gà cầm cái mía đi vòng vòng. Nhà có người chết thì các cái tủ kiến phải dán rồi giải đỏ hết. Dân dân hỏi lại dán đó làm gì vậy? Rồi dẫn gà đi vòng vòng làm gì? Không biết. Hỏi làm gì niệm Phật? Hỏi niệm Phật làm gì đó? Giảng sanh Tây Phương. Hỏi Tây Phương ở đâu vậy? Không biết. Giới cấm thủ. Hiểu không? Làm một cái mà không biết làm gì hết trơn á. Hỏi giảng sanh Tây Phương phải có lòng tin. Hỏi tin là gì? Đâu biết đâu. Tin gì thôi, biết là gì. Giới cấm thủ nữa. Ta kêu mình tin nè, mà không biết tin gì. Vậy thì tất cả đều phải bằng gì? Phải bằng chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là mình biết mình đang làm cái gì. Chánh kiến là mình biết mình đang làm cái gì. Chánh tri kiến là mình tường tận nó mà biết mình đang làm cái gì. Mà chánh tri kiến giải thoát, gọi là giải thoát tri kiến, là mình chánh tri kiến để hướng đến đoạn các cái nhân của đau khổ và nhân của sanh tử. Thì cái đó gọi là chúng ta giải thoát tri kiến của thế gian, đi đến tri kiến của giải thoát. Như vậy thì cái gì gieo nghiệp? Thân và tâm mình gieo nghiệp phải không? Mà gieo nghiệp mình có biết không? Không. Vậy gieo nghiệp do vô minh. Như vậy thì mình muốn hết cái vô minh này thì mình cũng phải biết cái gieo nghiệp nó như thế nào. Rồi lúc đó mình mới phân tích nó, mà mình chọn cái cách thức gieo nghiệp nó như thế nào để cho nó hết cái vô minh. Mà vô minh á, hồi nãy chúng ta nói á, là vô minh sanh hành.
Vô minh sanh hành trong nhập nhân duyên nè. Hành là hành nghiệp, hồi nãy mình nói đó, hành nghiệp đó. Vô minh sanh hành nghiệp nó dẫn tới sanh tử luân hồi. Tất cả cái do vô minh. Vậy thì thằng gì nó sanh ra vô minh? Đức Phật dạy là lậu hoặc sanh ra vô minh. Thằng gì sanh ra lậu hoặc? Vô minh sanh ra lậu hoặc. Lậu hoặc sanh vô minh, kỳ nhông, ông kỳ đà cha các ké mẹ kỳ nhông. Lậu hoặc sanh ra vô minh sanh ra lậu hoặc. Vô minh duyên để sanh ra lậu hoặc, và lậu hoặc duyên sanh ra vô minh. Và chính lậu hoặc này nó tác động lên cái hành nghiệp. Lậu hoặc nó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Ba cái ông này tác động lên thân khẩu ý mình làm nè. Nếu làm trong vô minh sẽ đọa, làm trong dục sẽ sanh tham, làm trong phiền não sẽ làm nhân của u bi khổ não. Như vậy chúng ta đang làm đó, vậy thì chúng ta làm trong vô minh, vậy phải đoạn tận cho bằng được ông vô minh này, và đồng thời đoạn tận lậu hoặc. Hiểu không? Như vậy muốn đoạn tận ông vô minh thì chỉ có một cách duy nhất thôi là thánh trí. Không có cách thứ hai, con đường độc nhất để đoạn vô minh là thánh trí. Tại vì chúng ta không biết, bây giờ chúng ta biết hết vô minh chứ gì đâu. Vô minh là tối tâm của tâm, không biết về cái nguyên nhân nào sanh tử luân hồi và nguyên nhân nào mình đau khổ. Bây giờ biết nguyên nhân sanh tử luân hồi, nguyên nhân đau khổ rồi thì mình đoạn tận nó. Vậy đoạn tận nó là qua là đoạn cái phần đoạn lậu hoặc. Như vậy trước hết mình phải thấy biết là phải chánh kiến. Từ chánh kiến đó qua phần đoạn lậu hoặc, hai cái đi song song. Vô minh và lậu hoặc. Hai cái này là cái gốc của đau khổ trong tất cả các cái đau khổ. Vậy đoạn hai này lượt. Mà đoạn nào trước? Nếu chúng ta đoạn lậu hoặc trước thì rơi vào giới cấm thủ. Bắt mình đoạn đó mà không biết tại sao phải đoạn. Hiểu không? Như vậy chúng ta phải đi dụng đường chánh kiến. Từ chánh kiến đó mới đoạn thì nó trở thành cái đoạn trong thánh trí. Hiểu không? Trong thánh trí mới đoạn được. Nó phải có nguyên nhân hết. Nên nó phải có thứ tự tu hành, thứ lớp tu hành. Qua lần sau chúng ta mới học về cái thứ lớp tu hành. Tại sao? À, tại vì nếu chúng ta học về thứ lớp tu hành trước á, thì mình rơi vào giới cấm thủ tiếp. Có nghĩa là tôi kêu anh phải tu này trước, tu này trước, tu này trước, răng rắc theo tu vậy à. Giới cấm thủ. Ta bắt mình làm theo không biết nó làm gì hết trơn á. Hiểu không? Do đó chúng ta học chánh kiến trước. Chánh kiến trước, nên trong bát chánh đạo phải chánh kiến. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đức Phật nói ở đâu có bát chánh đạo thì đó có tứ thánh. Tức là có A-la-hán, sơ quả tới A-la-hán. Bất kỳ đời nào, bất kỳ người nào tu đúng như thế này đều chứng đắc hết, dầu thời nào. Thời mạt pháp nghĩa là gì? Cái thứ nhất là pháp ta truyền không đúng chánh pháp. Cái thứ hai, người ta không có khả năng hiểu chánh pháp. Cái thứ ba, người ta không tinh tấn tu theo chánh pháp, nên mới gọi là mạt pháp. Nếu cá nhân ai mà biết được pháp của nhà Phật đúng như vậy và thực hành đúng như vậy thì cá nhân người đó đang sống ở chánh pháp. Quý vị hiểu không? Xung quanh là mạt pháp mà riêng cá nhân người đó chánh pháp. Nếu người đó hiểu đúng kinh của nhà Phật và thực hành đúng như vậy thì cá nhân người đó đang sống ở thời chánh pháp. Còn người nào hiểu sai kinh, hoặc là kinh mà mình đọc không phải là kinh, đã không phải là kinh làm sao hiểu đúng kinh được. Không phải là kinh nghĩa là gì? Là không phải Phật thuyết, mà do người ta nhiều lý do mà nó ra cái đó. Nhầm khi không phải kinh mà người ta cũng gọi là kinh đó. Một vị tổ nào đó bàn về một cái vấn đề, một câu kinh đó, mình gọi là kinh gì đó. Hiểu không? Đó đâu phải kinh. Kinh là Đức Phật thuyết, Đức Phật dạy cho ai đó tu hành, chứ đâu phải kinh là do những người sau này bàn về những câu của Phật mà gọi là kinh. Do đó mà trong cái Hán Tạng có rất nhiều cái bài kinh mà do các vị tổ bàn về câu của nhà Phật giải nghĩa, người ta lấy đó, người ta thương quá, người ta kính trọng quá, người ta ghép đó là kinh. Rồi từ từ nó trở thành kinh. Nên những vị đi sau thì làm sao chi kiến bằng Phật, do đó có những điểm nó chưa phù hợp. Nói vậy thôi, để chúng ta mới quay về cái kinh của Pali, của Sanskrit, và đối chiếu Hán Tạng với đối chiếu của tiếng Anh, là con đường mà chúng ta đi ngày hôm nay. Chúng ta lấy bộ kinh của Pali là kết tẩm kinh điển lần thứ tư, là cũng đã phôi phai lần lần rồi đó, của Sri Lanka. Và ta đối chiếu với bản của Sanskrit kết tập ở miền Bắc Ấn Độ sau Phật nhập Niết Bàn 500 năm. Hai cái bản đó chúng ta lấy làm bản gốc để chúng ta tu tập. Tại vì trong những cái đó các nhà khoa học nói là thuần chất của Phật dạy rất nhiều. Tại sao?
mà cái bản kinh của Hán Tạng, bản kinh khác lại không có thường chất nhiều. Người ta không cần phải suy nghĩ gì hết, người ta không cần phải điều tra gì hết, mà người ta có một cái cơ sở rất là chắc, đó là địa danh, tập quán, đời sống. Tại vì Đức Phật đang thuyết pháp vào thời đó thì đời sống nó như vậy đó. Đời sống vào lúc đó như vậy đó. Ăn ăn cái gì, mặc mặc cái gì, phong tục tập quán như thế nào, thì trong câu kinh của Đức Phật nói, người ta phát hiện ra đây chính là Phật nói nè. Tại vì những cái đó thời Phật mới có. Những người mà sau này người ta chép ghi lại thì người ta sẽ ghi lại đúng cái thời của họ vào thời đó. Ví dụ như 700 năm sau người ta ghi lại kinh, người ta nói những cái xung quanh của đời sống của họ không à. Ta không nói gì về cái đời của Phật, ta đâu biết gì đời của Phật đâu nói. Hiểu không? Nên người ta phải phát hiện ra cái bài kinh nào đúng là Đức Phật thuyết. Ta dựa vào phong tục tập quán, dựa vào món ăn, dựa vào cái câu văn, dựa vào từ ngữ xài vào thời đó thì biết đây là kinh của Đức Phật nói nè. Thấy hay không? Các cái nhà không thể chạy, không thể chữa được. Người sau muốn đặt chuyện đặt không được, đâu biết thời đó ăn gì. Chỉ có nhà nghiên cứu người ta khai quật lên ta mới biết được vào thời đó ta xài chữ gì, ăn như thế nào, phong tục tập quán thế nào. Ta cọ ngược và lại với những cái bản kinh thì ta biết cái bản kinh nào đúng là thời Đức Phật chế thuyết cái chân lúc đó. Hiểu không? Hiểu chỗ này chưa? Mấy cái nhà khoa học ghê gớm lắm, chứ phải đơn giản đâu, đừng có qua mặt người ta, mất công lắm. Cho bây giờ mình chế ra bài kinh đó, tôi viết hay lắm, tôi nói tôi thiết đó, ta cầm lên ta biết liền, ý nghĩa hoàn toàn giống Phật luôn. Nhưng mà ta biết mình đi viết đó. Tại sao? Tại mình viết câu văn bây giờ, mình viết những cái phong tục tập quán bây giờ, câu kinh gì đang nói lên vi tính độ giọng. Thời Phật có biết kiểu vi tính đâu nói, mà mình cố ý nói vào thời Đức Phật lại nói không được, là tại đâu biết thời Đức Phật ta diễn ra gì đâu nói. Ví dụ bánh thục tô, thục tô là gì mình đâu có biết đâu. Bây giờ mình đang nói là ăn bánh cam, bánh còng, bánh rạm còng đời sau này mới có, vậy ông này viết sau này chứ không phải viết vào thời Phật. Nên Đức Phật là gì? Tỳ kheo là sáng khất thực được cái bánh cái gì tô đó, thục tô. Như vậy mình biết là hồi thời đó ta ăn bánh đó là đúng rồi, đúng rồi. Cái này nè, không phải một cái đó không, mà cả ngàn cái xung quanh như vậy đó, người ta mới điều tra ra được cái bài kinh đó là chính Đức Phật thuyết. Hay chưa? Mà người ta điều tra trong kinh Pali đó là nhiều cái phần đó nhất. Rồi tới kinh A-hàm là kinh Sanskrit, rồi tới phần của Hán Tạng. Nên lấy kinh Pali và kinh Sanskrit ra làm gốc, rồi tới Hán Tạng và Anh Văn á, để chúng ta cọ lại, so sánh lại, thì nó sẽ ra được cái chất. Bỏ từ ngữ ra đi, chất gạn lọc nó lại, giống hệt như chiết ký nghệ ra được viên thuốc. Ví dụ như đó mình chiết sức theo kiểu đó thì lại là ra. Đây là những phương pháp chiết sức nè, nó đã ra được cái này nè. Rồi sẽ nói cho quý vị là cái nào ở trong, nằm trong bài kinh nào luôn, nằm ở bài kinh nào, số mấy, trang mấy, nó nằm chỗ nào luôn. Đấy không quý vị? Nên quý vị đừng có lo, từ từ thầy sẽ lên cái bản đồ nói từng cái ý đó nằm bài kinh nào, số mấy, số mấy. Giờ chưa nói, nói quý vị rối. Sau này chúng ta học cho nó thông thông một chút xíu đi, rồi thầy sẽ nói từng cái trong bài kinh nào, rồi về mình ghi lại, mình tra bài kinh đó trên mạng internet, mình đọc lại trên internet nó có hết đó, mà tại vì mình không biết cái bài kinh đó thôi. Như vậy thì cái thân kiến nghi về giới cấm thủ, thân kiến là kiến chấp do thân, là tại vì chúng ta không có quán thân nên cho chúng ta kiến chấp vô thân. Tại vì chúng ta không có rõ sự vận hành của thân và tâm nên mình mới nghi. Nghi biết này phải không, biết đúng không, tu đúng như vậy còn gì nữa đâu nghi. Đức Phật là ngồi vậy, chéo chân vậy, làm vậy vào được sơ thiện, sơ thiện trạng thái vậy đâu, ngài làm y chang vậy đó, ra được đó đó, còn đâu nghi. Thực tại còn đâu nghi. Bây giờ ví dụ như Đức Phật nói là dục là nguyên nhân để chúng ta đau khổ, nên chúng ta tìm cách ta đoạn dục theo cái giáo pháp Đức Phật dạy, đoạn được dục ta thấy đúng rồi, không còn khổ nữa. Vậy Đức Phật nói đúng rồi. Đó là kinh Phật rồi còn gì nữa. Hiểu không? Nên nó khoa học vậy đó. Quý vị làm đi, sống theo chánh niệm tỉnh giác đi. 1-2 năm từ 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 từ, vật tới vật lui, vật xuôi vật ngược, hồi nó thuộc lòng, từ từ nó thành thạo, thuần thục thành thạo. Dứt rồi ngựa cái là muốn đi đi, muốn đứng đứng, muốn nằm nằm, muốn quỳ quỳ, muốn quay trái trái, muốn qua phải qua phải. Mỗi lần thầy có cái máy chụp hình Pratica, máy của Liên Xô, thầy hồi thời sinh viên thầy chụp bằng cái máy đó đó. Nói thật á, thầy chụp tới cái độ mà đạo chụp hình đó, muốn chụp sao, muốn phóng hào quang chụp hào quang cho coi, muốn hình tối hình sáng, nghiêng bên ngã bên, hay là pha màu sao chụp cho coi, chụp phim á,
gọi là cái đạo chụp hình, mình sử dụng cái máy nó thuần thục tới cỡ đó, đó mình biết là mở khẩu độ giờ nào, mở khẩu độ nào, cách bao nhiêu mét mở khẩu độ nào, và cái tốc độ mình chụp là tốc độ nào, nghiêng như thế nào, kỹ thuật như thế nào, cầm lên cốp 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 ban ngày ban đêm không biết, bên trong bên ngoài biết, tấm nào ra tấm nấy, ý ông sao tôi chụp theo vậy đó, y chang vậy luôn đó. Như vậy thì mình học mình cũng vậy, ngũ quẩn của mình, thân và tâm của mình, mình phải sử dụng nó thuộc lào như vậy đó. Và sử dụng nó được gì? Nên thiền là gì? Là nhồi nắng cái tâm mình giống hình như vậy đó, sử dụng được. Bây giờ cái tâm nó sử dụng mình, mình làm theo nó. Bây giờ mình thiền định, mình nhồi cái tâm mình lại, nó làm theo mình. Mình muốn bức dục ra khỏi tâm phải không? Vậy thì mình điều khiển được nó chưa? Điều khiển nó thì bức dễ hay khó? Quá dễ. Đã gọi là nó như cục bột mà nắng sao nắng mà. Còn bây giờ nó nắng mình, nó bắt mình đi chửi người ta là mình phải đi chửi người ta, nó bắt mình ghen là phải lấy lưỡi lam gọc mặt người ta, lấy kéo sởn tóc người ta. Có nghĩa là bây giờ mình làm theo tâm. Còn bây giờ mình tu thiền và mình thiền định, mình nhồi nắng cái tâm mình lại, bắt cái tâm phải làm theo mình. Hay là hay chỗ đó chứ. Nếu bắt tâm làm theo mình muốn dục cái nào vô, mình muốn thảy cái nào ra mình thảy chứ. Vậy thì người ta thảy phiền não ra khỏi tâm, đoạn được lậu hoặc dễ không? Dễ chở bằng tay, nếu chúng ta thuần thục nó. Đây, nếu muốn thuần thục nó thì chúng ta phải quán tứ niệm xứ. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Nó phải có lý do hết á. Và chiều nay chúng ta thực tập cái bài 16 hơi thở thiền cũng là thiền tứ niệm xứ đấy. Mà tứ niệm xứ trong thiền định, cái này tứ niệm xứ trong đời sống, hai cái kết hợp với nhau nó sẽ ra. Nên không tách thiền ra khỏi đời sống của mình. Sống thiền và tọa thiền. Tọa thiền nó sẽ hỗ trợ cho cái sống thiền, sống thiền sẽ hỗ trợ cho tọa thiền, để mà mình hiểu được thân và tâm, và mình làm chủ lấy thân tâm. Mình nhồi sao nhồi, muốn bóc nào ra, muốn bóc nào vô bóc. Ví dụ như ý mình muốn gì? Muốn làm Phật phải không? Vậy làm Phật sẽ bóc cái gì ra? Cái đó là chánh chi kiến sẽ giúp đỡ mình chuyện này. Bây giờ nói là muốn bóc cái gì vô bóc gì thì lúc đó con sẽ bóc phiền não nhảy vô. Đúng không? Bóc phiền não thảy vô. Không. Tại vì nó bóc theo cái muốn của mình. Tứ nhĩ túc nè, dục nhĩ túc, nó bóc theo dục nhĩ túc. Muốn làm gì? Muốn làm thánh phải không? Thì nó bóc theo kiểu làm thánh. Bóc phiền não vô thì muốn làm phàm rồi, mình đâu muốn làm phàm đâu. Tự nhiên muốn này nè, cái tứ nhĩ túc á, mà học tới nhĩ túc nó sẽ hay cái nhĩ túc đó. Hiểu không? Mình bóc theo cái hướng làm thánh. Nên chúng ta phải có cái tâm trước đó, cái tâm định trước. Là mình làm cái gì, mình làm này làm gì. Mình muốn giác ngộ giải thoát không? Thì nó bóc theo hướng giác ngộ giải thoát. Hiểu không? Chứ làm gì sao nó bóc ngược lại được. Chánh chi kiến làm sao nó bóc ngược lại. Vô minh mới bóc ngược lại. Còn chánh chi kiến không bao giờ bóc ngược lại. Nắm cái gì thảy ra là đúng theo cái nguyện vọng của mình đó. Nguyện vọng của mình muốn làm Phật phải không? Vì để nó thảy ra tất cả những cái gì còn trong tâm mà cản trở con đường làm Phật mình, nó thảy ra khỏi tâm mình hết. Đó là tu thiền đấy. Hiểu tu thiền là gì chưa? Chứ không phải tu thiền. Thiền quá thì thiền. Cái đó tầm bậy dữ lắm. Tu thiền có nghĩa là chúng ta thấy cái khổ của mình, giờ đoạn diệt được khổ. Mà đoạn diệt được khổ là gì? Là giác ngộ. Như vậy thì những cái gì làm cho chúng ta không giác ngộ trong tâm của mình? Mời anh diễn ly, mời anh ra là diễn ly. Các anh là đoạn diệt. Đoạn diệt cái đó gọi là gì? Gọi là kiết sử, các kiết sử đó. Từ bỏ là gì? Từ bỏ là không bao giờ khởi lên nữa. Từ đây đến lý kiếp gì sao tôi không bao giờ khởi này nữa là từ bỏ. Vậy gọi khỏi tâm mình rồi. Mà bóc cái gì? Bóc cái lậu hoặc nè. Mà lậu hoặc này nè, bóc cái vô minh này nè. Như vậy vô minh diệt, lậu hoặc này diệt, thì người đó chứng được lậu tận thông. Mà lậu tận thông thoát sanh tử luân hồi rồi. Chỉ có con nhà Phật duy nhất trên thế giới vào thời Đức Phật mới thoát được bằng lậu tận này thôi. Là tại sao? Tại có chánh chi kiến. Có nghĩa là mình biết được lậu tận là nguyên nhân để khởi vô minh, và nguyên nhân của vô minh là khởi lậu hoặc. Nên hai cái này người ta nhắm, người ta tu. Mà nhắm tu đó là cái con đường của Phật nè. Đây là con đường độc nhất. Có một con đường đi vào bất tử. Cái quyển tụng hồi sáng đó. Hết cơm hết cháo của nhà chùa mới soạn được cái quyển này. Hiểu không? Chứ không phải là tự nhiên soạn ra. Vậy không phải là tưởng. Không phải là cái tưởng của thầy soạn.
Không phải là mình đặt chuyện nó ra để soạn, nhưng mà đây là cái con đường mình gom từ trong kinh mà Đức Phật dạy cái đạo lộ. Đạo lộ này, đây là đạo lộ duy nhất, không có con đường thứ hai. Ai có con đường thứ hai thua liền đó. Ai nói con đường thứ hai là người ta đặt chuyện ra đó. Nên có cái cô Phật tử là: thầy ơi thầy, sư phụ của con tìm ra con đường hay hơn con đường của Phật Thích Ca. Con đường này là cao cấp hơn Phật Thích Ca thiết cũ rồi, còn giờ con là con đường mới. Mình mới ngồi mình cười, muốn bể bụng luôn á. Cười gì? Đức Phật là đấng toàn trí, toàn tri. Bây giờ gọi là toàn tri là cái gì cũng biết hết này, hơn cái người mà biết hết. Bằng thôi chứ sao hơn? Anh học so sánh làm sao vậy? Có học tiếng Anh đâu, so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất. Đức Phật chỉ có so sánh nhất thôi, the best thôi. Đức Phật là so sánh nhất. Tại sao? Đức Phật là người khai đạo, dẫn đạo. Chúng ta đi theo sao thôi, vì chúng ta đâu thể so với Phật được. Đức Phật là người đầu tiên khai sáng ra, tìm ra thấy được dẫn mình đi. Là bậc khai đạo, bậc dẫn đạo, bậc hướng đạo, bậc dạy đạo, bậc chứng đạo. Còn mình á, mới theo con đường đó mình đi. Như vậy Đức Phật là con chim đầu đàn bay trước, vậy mình so sánh với Phật à? So sánh về mặt nhận thức thôi, chứ không thể so sánh về mặt đẳng cấp. Đẳng cấp là Phật phải đẳng cấp nhất. Còn mình nhận thức, ví dụ như chúng ta lậu tận thông, thì Đức Phật cũng lậu tận thông, bằng về cái nhìn gọi là chi kiến Phật. Nên trong Kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật đến đây khai thị chúng sanh nhộn ngập Phật chi kiến. Chi kiến là cái biết, cái thấy của Phật sao, thì khai thị chúng sanh thấy biết y, vậy là bằng với Phật về mặt nhận thức. Hiểu không? Nhưng mà không bằng với Phật về mặt đẳng cấp, có nghĩa là chúng ta không có viên mãn các cái cấp khác, mà chỉ mặt nhận thức để thoát luân hồi thì chúng ta bằng. Nếu chúng ta đắc được quả là hán, đoạn diệt địch lộ hoặc. Hiểu không? Nên Đức Phật nói là Đức Phật là vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Còn các vị A-la-hán sao là các vị A-la-hán trí tuệ. Bằng trí đắc quả là hán, còn Ngài bằng chánh đẳng chánh giác đắc A-la-hán. Nên Ngài trở thành the best là so sánh nhất. Nên bây giờ cái so sánh nhất mà mình hơn cái nhất, đại gì đó, vô gì đó, bắt đầu người ta đặt ra những cái mà hơn cái nhất này nè. Đã gọi là nhất mà hơn cái nhất là cái số mấy, số không. Nên ai mà so sánh hơn cái the best này, hơn cái nhất này, đó là người con số không. Nói thẳng luôn á, đó là một số không đấy. Ngoại hạng, không có hạng nào hết. Nên đem con số đó mà so với con số nhất người ta. Nên Đức Phật là đấng toàn tri, mà nói là hơn cái toàn tri. Toàn tri là cái gì cũng biết, tri là biết. Toàn tri là cái gì cũng biết. Cái người biết hơn cái gì cũng biết là biết làm sao? Cái người mà biết hơn cái gì cũng biết là biết làm sao? Ngụy biện. Bằng thôi. Nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, cũng như ngang với Phật về mặt nhận thức, bằng nhau. Vậy thôi. Mà nói so sánh bằng cũng khập khểnh thôi. Bằng nghĩa là gì? Tức là ví dụ như người này đoạn hết lậu hoặc, người kia cũng đoạn hết lậu hoặc, thì tạm gọi là bằng của từ thế gian thôi. Chứ nó đâu có cái đưa ra ở đây đâu mà bằng với thấp, mà chỗ giác với mê thôi. Hiểu không? Mà thế gian mình có tâm hơn thua, nên cho bằng, cho thấp, cho hơn, cho cao. Chứ thực ra là chỗ giác với mê thôi, gì đâu. Vì lý do đó mà ta phải quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Là bốn cái pháp mà nó vận hành cả cái vũ trụ này, gọi là tứ niệm xứ. Nên khi mà quán tứ niệm xứ có nghĩa là chúng ta đưa tâm đến, chúng ta tư duy thẩm sát bốn cái pháp đang vận hành của vũ trụ, thay vì sau này chúng ta mới biết nó, bây giờ chúng ta livestream nó đang diễn ra. Muốn biết được trong tương lai thì hiện tại nó đang diễn ra như thế nào, thì tương lai nó sẽ là kết quả của cái đó. Muốn biết trong quá khứ thì hiện tại nó như thế nào, thì nó là cái quả của cái quá khứ gieo. Do đó chúng ta biết hiện tại là đủ rồi. Hiểu chỗ này không? Nên ta gọi là thực tại. Thực tại. Các cái nhà sư thiền nổi tiếng thế giới như Ngài Ajahn Chah, hoặc là Ngài cái gì Su Su gì đó, thì Ngài nói là giá trị của thực tại, sức mạnh của thực tại, dần dần. Tại sao? Tại vì cái tương lai á là do hiện tại này nó chạy qua. Ví dụ cái dòng tâm thức của chúng sanh, thì đây là hiện tại, là thực tại. Ở đây á là tương lai, ở đây á là quá khứ.
Vì vậy dòng tâm thức nó chạy, nó chạy nè, đây nó chạy dài đây, thì mình lấy một điểm nó là thực tại. Thực tại là chính là gì? Là cái quá khứ nó chạy đến. Tương lai là gì? Là thực tại nó chạy đến. Vậy quá khứ, hiện tại, vị lai nó có khác nhau không? Nó là một đó. Quý vị hiểu không? Nhưng mà tại vì chúng ta chấp nên chúng ta thấy có cái thời gian và không gian, do cái pháp chấp của bản ngã. Chỉ cho mình chấp nè mới ra được bản ngã. Vũ trụ này nó hoạt động là có tâm pháp, sắc pháp, ta gọi là thất đại. Đất, nước, gió, lửa, không, kiến, thức. Cái này tạo nên đó, cái hữu tình và vô tình. Hết chơi rồi đó. Nó đang hoạt động. Như vậy thì gió là gió, mây là mây, mưa là mưa, nước là nước, đất là đất. Nhưng vậy mà mình á, nói mình khác với cái bàn này. Mình là gì? Đất, nước, gió, lửa. Cái bàn này là đất nè, nước, gió, lửa nè. Vậy thì mình cho đất, nước, gió, lửa này khác với đất, nước, gió, lửa này. Cái gì cho nó là cái đó? Chấp. Chấp gì? Chấp ngã. Chấp ngã là chấp cái ta. Nếu mà mình tách ra đất, nước, gió, lửa thì tại sao mình không tách sanh tử luân hồi và tách vô thường, tách duyên khởi ra luôn đi? Duyên khởi là nhân duyên có này, sanh cái kia đó, duyên khởi đó. Duyên khởi. Rồi nhân quả. Rồi vô thường. Nó đang vận hành thế giới. Nhân quả đang vận hành thế giới. Rồi duyên khởi đang vận hành thế giới. Có phải không? Này mới có thằng kia là duyên khởi, có thằng này mới có thằng kia. Có thằng kia mới có thằng nọ, vô minh sanh, hành hành mới sanh thức. Nó có thằng này có thằng kia. Này sanh kia sanh. Rồi nhân quả, làm nhân mới gặp quả. Rồi á là vô thường. Là thay đổi liên tục. Bây giờ tự mình tách ra khỏi cái thế giới mà mình không tách ra khỏi cái thế giới. Cái thế giới nó vận hành nè. Nó là luân hồi. Nó là vô thường, nó là nhân quả, nó là duyên khởi. Nhân quả nghiệp báo. Nên là của thế giới phải không? Đâu phải của mình. Có phải là duyên khởi của mình không? Có phải là nhân quả nghiệp báo của mình không? Phải duyên vô thường của mình không? Phải luân hồi của mình không? Nó không phải của mình. Mà mình bị nó quay gần chết. Nó quay gần chết như vậy. Như vậy mà mình tách nó ra. Mình cho mình là cái này, cho mình lại kia, nó khác với cái khác. Mà mình lại đặt mình vô trong bốn cái này. Như vậy mình tách con nữa à. Tách mình ra khỏi khác cái khác thôi. Mà mình không tách ra khỏi cái thế giới này. Hiểu không? Do đó gọi là bản ngã. Bản ngã trong vô minh. Tách con nữa à. Mình đất, nước, gió, lửa nè. Người này đất, nước, gió, lửa. Vậy ta với người này là khác nhau. Do đó ta thích cái đó, ta ghét cái đó, ta khổ với cái đó, ta sầu cái đó, ta tương tư với cái đó. Đất, nước, gió, lửa này tương tư đất, nước, gió, lửa đó. Rộng hơn chút nữa là thọ tưởng hành thức này tương tư họ tưởng hành thức đó. Mà thọ tưởng thức đó, thọ tưởng thức này, nó không có gì là khác nhau hết. Nó chỉ khác nhau về cái gì? Khác nhau về nghiệp. Nhân quả nghiệp báo. Nó khác nhau về nghiệp nên mắt nó khác nhau. Điều kiện sống nó khác nhau. Tư duy nó khác nhau. Sên lãi nó khác nhau. Di trùng nó khác nhau. Nhưng mà cũng đất, nước, gió, lửa. Rộng hơn chút nữa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy mình với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, người kia có khác nhau về gì bản chất không? Không phải không? Nghiệp khác nhau. Nghiệp do gì? Do hành nghiệp thân khẩu ý gây chứ làm gì do gì? Do hành nghiệp khác nhau, tức là hành động khác nhau, nên tạo thành cái vẻ bên ngoài khác nhau, điều kiện khác nhau. Nhưng ai ai cũng là thọ, tưởng, hành, thức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức hết. Như vậy ai cũng giống ai đúng không? Nhưng tại sao mà ta cho mình là khác, người kia là khác? Đó gọi là chấp bản ngã đó. Nhưng mà ta cho là khác thì mình tách ra khỏi đi. Vậy cho cái bàn này là khác, cho mây gió chăng là khác với mình, thì mình tách ra khỏi nó rồi. Là đất nước gió lửa này tách ra khỏi đất nước gió lửa kia, là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tại sao mình không tách khỏi duyên khởi, nhân quả, vô thường, luân hồi, mà mình lại có tách mình riêng với cái đó thôi, mà mình vẫn nằm trong mấy cái này? Như vậy mình tách mà không có tách gì hết. Tách trên ý thức hệ mà không tách về bản chất. Hiểu không? Do đó mình tạo nên cái bản ngã của mình nên bị tội.
Cái con ông á hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma á, quý vị về coi trong Tuyệt Quán Luận ha. À, Tuyệt Quán Luận thì có một cái gì đó hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma, sao làm gì cũng tội chứ, rồi trời ơi sao con biết sao hết tội vậy. Ông nói làm gì cũng tội chứ á, rồi biết sao hết tội. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là tội là làm gì, là mình giết con này con kia, tội sát sanh, ăn trộm cắp ta, tội trộm cắp à, rồi á lại tà dâm lấy vợ người ta, tà dâm rồi vân vân. Thì tổ mới nói là ví dụ như con bò nó đi ngang cái hẻm núi, đá nó sụp xuống chết con bò, con bò chết do đá sập vì ai giết con bò, con đá nó giết, đá nó giết bò, vậy cục đá nó có tội không? Đá nó giết bò, đá nó có tội không? Có ai bắt tội cục đá không? Có ai bắt nhốt cục đá không? Sao mình giết con bò bắt nhốt mình? Mình cãi à, sao bắt giết con bò nhốt mình? Tại vì mình cho mình là mình, mình có cái bản ngã là mình. Nên tổ nói là nếu mình là mình dầu giết con kiến nó cũng thưa mình được nữa. Nếu mình là mình thì dầu cho giết con kiến cũng thành tội. Có mình thì có tội, không có mình lấy đâu ra tội. Như vậy không có mình thì pháp nó vận chuyển theo pháp của vũ trụ, nó vẫn gió, vẫn mây, vẫn đá, đổi đất lăn. Ví dụ như ăn cắp ăn trộm, mình ăn cắp ăn trộm có 10.000, 20.000 thôi bị bắt ở tù. Nguyên cơn bão nó lấy cả nhà cửa người ta, nó lấy sạch bách không còn miếng nào luôn. Bắt cơn bão ở tù đi. Như vậy cái cơn bão đó nó là pháp của vũ trụ. Đất là đất, nước là nước, lửa, gió là gió. Nó vận hành theo cái tự nhiên của vũ trụ thì nó không có ngã. Còn mình vận hành theo ý mình, vận hành theo khẩu mình, vận hành theo thân mình có ngã. Mình có ngã lập tức có tội trộm cướp. Nên tới vô ngã là mình thoát được nghiệp đó. Vô ngã là gì? Là trở về với vạn pháp. Đất về với đất, nước về nước, gió về gió, lửa về lửa, mây về với mây, tất cả các cái đừng có chấp vào mình nữa, hãy thả nó về vạn pháp. Tại vì chúng ta đang nằm trong các quy luật này, nằm trong vạn pháp mà chúng ta chống lại vạn pháp. Bây giờ ví dụ như mình chửi người ta, giờ người ta chửi lại, mình chịu không? Không chịu không? Nổi sân không? Chống lại. Vì mình nằm trong vũ trụ, chống lại vũ trụ, vì mình tách ra khỏi vũ trụ rồi. Mà mình tách ra khỏi quy luật vận hành vũ trụ, mình tạo thành bản ngã mình thì mình chỉ có đè bẹp chết mà thôi. Có nghĩa là mãi mãi mình tách ra khỏi nó thì nó sẽ đánh lại mình. Tại vì mình chính là nó mà mình không biết mình là nó, nên mình chống lại nó. Chống bão, chống nhiệt độ, nhiệt độ đây nóng quá chống lại nó. Mình nổi sân là chống lại gì nữa, chống lại nó. Nên từ cái đạo lý này nha, mà dứt biển ma đè. Biết ma đè không? Là chỗ nào mà lạ lạ coi chừng à. Thầy đi qua bên Nhật là bị giọng đó. Nói chung là cái này cảm giác thôi. Tự nhiên mình mệt quá mình nằm xuống, tự nhiên thấy cái bóng sẹt ra đè xuống. Rồi ra đè ai? Đè ông thầy cũng đè ta. Đè phải lựa mấy cái ông ở dưới đó đó, ông tưng nữa à đè. Thấy không? Rồi ông thầy mình cũng đè. Mình chống lại, ban đầu mình chống lại, mình chống gồng lại mình thoát nó ra. Mình nhớ lại kinh của Phật. Đức Phật là các pháp hay trả về pháp. Thân này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Đất nước gió lửa hay trả về đất nước lửa, muốn đè ai đè đi, buông tay. Vừa buông cái bột mất tiêu liền. Mấy lần trước á, mấy năm trước á, thầy niệm Phật dữ lắm, Nam mô Phật, mình chống lại nó mà câu niệm Phật đến chỗ tan nó mà. Nam mô Phật, mà sao ngủ mà cũng khôn nha. Ngủ mà niệm Phật cũng lia lịa. Nam mô Phật, cả chừng 5-3 phút sau nó tan từ từ. Còn đằng này thầy tắt ý, thầy buông cái mẫu tan liền tại chỗ đó, khỏe re luôn, nhúc nhích được luôn, không có cần gì làm gì hết. Có nghĩa là không phải là mình buông đi, ai muốn làm đi. Ý. À, vậy con ma này là con ma từ trong ý của mình chứ không phải là con ma thiệt ở ngoài. Từ trong ý mình á. Đau cũng vậy, khổ cũng vậy, hãy buông đi. Buông là như vậy đó, chứ không phải buông là kêu buông. Buông lại vì mình hiểu, đây là đất, đây là nước, đây là gió, đây là lửa, đây là không kiến và thức, thọ tưởng hành thức. Cái này là của vũ trụ mà nó đủ duyên nó hợp lại thành mình thôi. Bây giờ ví dụ như á, cái xe đạp, cái bông này nó đủ duyên nó hợp lại thành cái bông. Mình gã nó ra từng món, nó hết cái bông.
Như vậy mình cũng vậy, nó đủ duyên cha mẹ, đủ duyên gì thích ấm thì nó tạo thành mình. Chứ thực ra nó đâu phải là cái mình, khi rã ra rồi nó cũng trở về với vũ trụ. Như vậy thì tác ý rã nó ra trở về vũ trụ thì người đó tác ý tới vô ngã. Vô ngã có nghĩa là mình hiểu nó không phải là mình. Nên Đức Phật dạy ba cái pháp quán này là pháp quán trung thực quán. Ai quán quán này liên tục là ít khổ, ít hoạn, ít khổ, ít xui, ít sợ. À, đây không phải ta. Bất kỳ gì cũng vậy á, sắc thọ tưởng hành thức, phiền não gì cũng vậy, dân quán đây không phải ta. Đây không phải của ta. Đây là kinh Pali này nha. Đức Phật dạy cho thánh đệ tử Phật để mà quán, để mà đi vào thiền tập. Đây không phải là tự ngã của ta. Quán này không phải là đơn thuần ở ngoài tưởng và niệm, tức là không phải là hành và tưởng, mà quán này là thực của mình tư duy đến điều này, chứ không phải là thuộc lòng của tưởng và hành mà mình tư duy đến. Bây giờ ví dụ nói thân này, có ông ngoại đạo, ông đến cãi với Đức Phật, ông là thân này là của mình nên mình làm cái gì á là bậy, cái nhà nước bắt mình ở tù. Vậy thân này là của mình chứ gì nữa, đúng không? Ông nói gì đó rồi ông khoe tùm lum với ông, là bữa nay ông lại ông chối chân chối tay Đức Phật cho coi, Đức Phật phải quy y ổng cho coi, tại Đức Phật nói là đây là vô ngã, là không phải của mình. À, mà ông nói là thân này là của mình. Ví dụ như mình đi ăn cắp ăn trộm, nhà nước bắt, vậy thì không phải mình ai bắt, rồi giờ mình ăn ai ăn, dần dần ông lý luận á, để ông bẻ lại lý luận của Phật. Nên Đức Phật nói là nếu là thân này là của ông, vậy thì ông ra lệnh cho nó đừng già, đừng chết được hay không, đừng bệnh được hay không? Ông là không, là của ông, sao không ra lệnh được nó, vậy nó phải của ông, hiểu không? Rồi bây giờ nói là thân này, tâm này là ông, vậy sao mai mốt ông chết nó rã về đất nước gió lửa? Nếu là ông thì nó mãi mãi là ông, chứ làm sao mà nó trả đi đâu mất tiêu vậy? Như vậy nó không phải là ta. Vậy có phải là ông không? Ông là không phải. Vậy có phải là của ta không? Của ta, nãy nói của ta phải bắt nó theo ý của mình. Có phải là tự ngã của ta không? Tự ngã là gì? Mình không hiểu chỗ này nè. Tự ngã là một món trên mình, thân và tâm. Bây giờ ví dụ như mình có cái tánh xa tham, mình nói cái tham của tôi, đó là tự ngã của mình. Cái ngón tay này nằm trên thân mình thì mình nói ngón tay này là của mình, là tự ngã của mình. Hiểu không? Cái gì nằm trên thân và tâm mà một bộ phận đó nói là của mình thì gọi là tự ngã. Còn ngã là gì? Là cho tôi khác với bên ngoài. Còn của ta là gì? Là sở ngã là gì? Là cái bên ngoài thuộc cái của mình. Vậy là ta, của ta và tự ngã của ta. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu mới hiểu được pháp. Không hiểu hỏi liền, tương tác hỏi liền. Trong tất cả các bài nói chuyện của thầy, thầy đều nói từ trong kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit, kể cả so sánh với Hán Tạng và kinh điển Anh Văn. Nên quý vị nào cần thắc mắc bất kỳ cái điều gì trong lời nói thầy và trong những từ ngữ, thầy sẽ đưa luôn cái bài kinh đó ra cho quý vị nghiên cứu, rồi không hiểu thầy sẽ đối chất đối chứng. Bất kỳ từ nào, bất kỳ ý nào, cho là quý vị vấn đáp trực tiếp luôn, và vấn đáp trực tiếp lên sở hành luôn. Có nghĩa là quý vị đi vào sở hành đó, gặp trường hợp đó trong sở hành của mình, cho vấn đáp luôn trong sở hành. Vậy thôi chứ còn gì nữa, không lấp la lấp liếm gì hết. Thực pháp là vậy đó, gọi là thực pháp. Và một người tu có bát chánh đạo, trong đó có chánh ngữ, không nói dối, cho quý vị vấn đáp, kể cả vấn đáp trong pháp học và vấn đáp trong pháp hành. Có nghĩa là quý vị hành tới đâu thì nó ra cái đó đó, vấn đáp luôn trong pháp hành. Hiểu này không? Bây giờ ví dụ quý vị quán về thân, quán thân, quán tới cái trường hợp đó đó, là cái tâm mình nó sẽ rơi vào cái trạng thái nào đó, quý vị sẽ vấn đáp trực tiếp. Đó là vấn đáp trên pháp hành. Vấn đáp trên pháp học có nghĩa là ý nghĩa của từ ngữ mà thầy nói là ý nghĩa thế nào, chưa hiểu so sánh thế nào, là vấn đáp trên pháp học. Tu có pháp học, pháp tư duy và pháp hành.
Pháp học là chúng ta học hiểu, tư duy là chúng ta đưa pháp học hiểu đó để đi vào trong pháp hành. Và pháp hành là chúng ta qua thân khẩu ý mình hàng ngày hoạt động, là pháp hành. Từ cái pháp học, pháp hiểu, pháp hành, ba pháp hỗ trợ nhau mới trở thành pháp chứng đắc. Đây là con đường độc nhất, đây là con đường duy nhất, không có con đường nào khác về con đường của tâm thức. Nên quý vị phải hiểu cặn kẽ, hiểu thông thuộc, chất vấn, nhồi nắng, bươi tìm, thậm chí bươi móc ra những lỗi nhỏ nhặt ở trong pháp. Để chi? Để phá tan cái chữ này của mình. Để có lòng tin bất động, trước khi chết phải có lòng tin bất động với Tam Bảo. Cho quý vị đào bới ra luôn đó. Khi đào bới hết những cái sở nghi rồi là chúng ta sẽ được tịnh tính. Đây, tịnh tính, tinh trong thanh tịnh. Đây con của Phật thật sự thánh đệ tử, tịnh tính. Nên về phải đặt câu hỏi. Nếu không hiểu chỗ nào, đặt câu hỏi, bữa sau hỏi tiếp, đây chiều hỏi tiếp. Đặt ra ghi giấy ra ngoài đi, rồi giơ tay lên, hỏi trực tiếp cái đó là cái gì, như thế nào, làm cái gì, được như thế nào, có thể đánh ngược và lại, lật úp, lật xuôi, lật ngược. Giống hệt nắm cổ một cái con dê, trong kinh đó Đức Phật dạy á, nắm cổ con dê, dặn tới, dặn lui, dặn xuôi, dặn ngược, nắm cổ con cừu, dặn tới, dặn lui, dặn xuôi, dặn ngược. Thì pháp cũng vậy, mình nắm, mình dặn tới, dặn lui, dặn xuôi, dặn ngược, có quyền. Đó quý vị, để chi? Để phá chữ này. Thằng này là kẻ thù của bao đời, bao kiếp của chúng ta. Chính cái chỗ đó nó làm cho chúng ta hoang mang, lo sợ, sợ hãi, bắt đầu này, chộp đầu kia, sanh ra trạo cử, sanh ra trạo hối tâm, trạo cử trong thân, và sanh ra phóng dật. Do đó mà khi tu tập á, quý vị phải đoạn này. Đây là cái ông kiết sử và ông truyền cái, che tâm và cột tâm của mình cũng tới này. Tham sân nghi, thân kiến với cấm thủ là năm cái để mà chúng ta đắc được quả bất sanh. Rồi năm cái chuyện cái: tham sân nghi, hôn trầm thủy miên và trạo hối. Trong đó có nghi, hai cái đều có dính nghi này hết. Mà nghi có nghĩa là không hiểu pháp. Mà hiểu pháp này không phải hiểu trên cái lý luận, mà hiểu pháp này là trên hành pháp, trên đó là lý luận pháp, lên lý thuyết pháp. Nên chúng ta phải về nghiên cứu thật kỹ, coi kinh thật kỹ, rồi áp dụng đời sống thật kỹ những cái gì nó ghi lại, những cái phần đó. Rồi chúng ta có thể là hỏi trực tiếp. Khi hỏi trực tiếp mình sáng tỏ ra được quý vị, chúng ta sẽ có cái tâm hỷ và kinh an. Ở đây là hai cái chi phần trong thất bồ đề phần mà sắp tới người ta chứng đạo nè, là hỷ và an. Hỷ là cái vui của tâm, an là cái vui của thân. Và hai này ở trong thiền định nó có. Thiền định đó, đó là tầm tứ. Hỷ, an, hỷ lạc đó, lạc an lạc đó, hỷ lạc, xả nhất tâm. Bỏ từng là đắc từng thiền cao hơn. Đó là nguyên tắc như vậy đó. Như vậy thì ở đây á, chúng ta quán tứ niệm xứ. Có nghĩa là chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Đức Phật dạy một vị tỳ kheo phải thường xuyên quán tới tứ niệm xứ. Quán tứ niệm xứ là quán, là niệm đó, niệm tức là quán đó, tới nơi bốn cái nơi chốn. Xứ là xứ sở, là cái nơi chốn, bốn cái nơi chốn: thân, thọ, tâm và pháp. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Bữa nay chúng ta học về kinh tứ niệm xứ qua hai buổi nữa chúng ta học về đại niệm xứ. Đại niệm xứ có nghĩa là một cái bài kinh cũng là tứ niệm xứ, nhưng mà quán thuần thục hơn, quán chi tiết hơn, quán sâu hơn, rộng hơn để chuẩn bị đi vào thiền định là phải học cái bài kinh đại niệm xứ. Còn ở đây chúng ta học về bài kinh tứ niệm xứ thôi, để nắm thôi. Vậy tứ niệm xứ là gì? Là thân, là thọ, là tâm, là pháp.
thân của mình nó chứa cái gì. Thân nè, thứ nhất là quán thân, có nghĩa là mình ngồi mình đưa tâm đến, đi đưa tâm đến, đứng đưa tâm đến, lúc nào mình nhớ tới nó đưa tâm đến có nghĩa là niệm. Nó niệm, nó niệm là gì? Là đưa tâm đến. Mà là chánh niệm là niệm tới những cái nơi mà đưa cho mình đến đau khổ và sanh tử, thì đó được gọi là chánh niệm. Như vậy thì chúng ta đưa tâm đến thân của mình. Thân mình gồm có gì? Tứ đại, đúng không? Thân mình tứ đại, thân mình nằm trong ngũ uẩn, đúng không? Thân mình có chứa căn, chúng ta này quán nhiều thôi. Còn chúng ta đại niệm xứ, chúng ta quán thêm nữa. Đại niệm xứ quán thêm á là sát chết, quán thêm bất tịnh là đại niệm xứ á. Còn giờ ta quán tứ đại, quán ngũ uẩn và quán căn. Đó là quán thân trên thân. Quán có nghĩa là gì? Là niệm. Tứ niệm xứ là bốn cái cần niệm tới thì người ta gọi là quán. Niệm tới, niệm tới là đưa tâm đi đến phân tích cái đó, hiểu cái đó, rõ ràng cái đó. Về cái gì? Về duyên khởi. Về duyên khởi có nghĩa là tập khởi, tập khởi của thân, diệt của thân, đoạn diệt của thân á, diệt của thân. Rồi á là ngọt ngào của thân và nguy hiểm của thân. Cuối cùng là xuất ly của thân. Chúng ta có 5 phần. Duyên khởi là gì? Là cái gì để sanh ra cái thân này? Là duyên khởi. Cái gì gọi là diệt thân này? Thân này nó tan rã là do gì? Rồi á, ngọt ngào là gì? Có thân này thì hưởng được cái quyền lợi gì? Hưởng được cái sự an ổn gì là ngọt ngào? Nguy hiểm là gì? Là cái khổ của nó như thế nào? Rồi xuất ly là gì? Là đạo đoạn diệt. Có nghĩa là không còn sanh thân này nữa. Làm sao? Hiểu không? Nên á, chúng ta quán gì thì chúng ta phải quán 5 phần. Gọi là tập khởi, diệt, rồi ngọt ngào, nguy hiểm, xuất ly. Một cái pháp ta quán 5 phần đó để chúng ta biết được thể dụng tánh tướng và đạo đoạn diệt của nó, để chúng ta thấy nó ra khỏi tâm mình luôn, thấy thân của mình khỏi thân kiến. Mình quán này thì mình thấy khỏi thân kiến được, không quán không khỏi thân kiến được. Mà không diệt được thân kiến thì không được vào cái dự lưu của dòng thánh. Nên nó những người mà hiến xác á, mới rồi có chú đó hiến xác, nói thầy con hiến xác vậy tốt không thầy? Là tốt không do mình, tốt khi chúng ta diệt ra được thân kiến, thoát được thân kiến là không kiến chấp vào thân. Thân kiến là không kiến chấp vào thân thì hiến xác rất tốt. Nghĩa là chúng ta được cái phước của cái xác thân này hôi thối đáng lẽ dục bỏ mà giờ cho người ta làm phước. Còn bây giờ mình không vượt qua thân kiến, lúc đó lỡ mà nổi sân, lỡ phiền não thì chúng ta có phước mà lại có tội đi kèm theo. Hiểu không? Giờ đó khi mà chúng ta quán, chúng ta hiến cái xác này thì chúng ta phải quán cái thân này, cái thân của thân này là thân tứ đại thế nào, sanh thế nào, diệt thế nào, buông bỏ thế nào. Thì lúc đó chúng ta có hai cái phước, một là công đức của vượt qua thân kiến, hai là cái phước của chúng ta hiến được cái xác này. Nó nghĩa là phước hữu lậu và vô lậu đều có hết. Coi chừng á, chúng ta được cái phước hữu lậu mà chúng ta bị vướng vào cái vô lậu. Cái này là cái rõ ràng thôi. Nên đó chúng ta khuyến khích là hiến xác, nhưng mà phải tập lìa bỏ từ đó nó cái thân kiến, có nghĩa là không chấp vào thân nữa, ai muốn làm gì làm. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ được hai cái phước nha. Cái này là mình biết, mình quán rồi tự nhiên mình sẽ có cái quyết định của mình. Như vậy á, thì cái thân tứ đại là gì? Gọi là tứ đại chủng. Đất, nước, gió, lửa hợp thành. Tập khởi cái thân tứ đại này, tại sao có thân tứ đại này? Là tại vì có đất, nước, gió, lửa. Hiểu không? Đó là tập khởi. Tập khởi là cái duyên khởi. Tại sao lại có thân tứ đại này? Là tại vì có đất, có nước, có gió, có lửa hợp lại, còn bay nó lại thì nó sẽ thành cái thân của mình. Lấy cục đất, lấy miếng gió, lấy nước, lửa hợp lại thành cái thân của mình. Rồi bây giờ á, thân của mình á, là nuôi thân của mình bằng cái gì? Tất nhiên là tập khởi được, phải không? Rồi bây giờ nuôi thân bằng cái gì? Nuôi thân bằng thức ăn.
Nuôi thân mình bằng thức ăn. Nuôi thân mình bằng thức ăn. Thức ăn là gì? Là đoàn thực. Đoàn thực là nuôi thân bằng thức ăn là đoàn thực. Nó có 4 cái thức ăn. Nuôi tâm bằng 3 cái thức ăn, nuôi thân bằng 1 thức ăn. Nuôi tâm bằng xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Trong vũ trụ này chỉ có 4 cái loại thức ăn thôi, kể tất cả các cảnh giới từ cõi trời xuống tới địa ngục đều ăn 4 cái thức ăn này. Cõi này ăn thức ăn này, cõi kia ăn thức ăn kia, từ cõi trời tới địa ngục. Như vậy thì mình ở đây ăn đoàn thực. Đoàn thực có nghĩa là ăn bằng từ miệng, đi vào các chất dinh dưỡng, gọi là đoàn thực. Xúc thực có nghĩa là phải tiếp xúc. Tiếp xúc bằng nhiều hình thức, có thể nhìn, có thể nghe, có thể sờ, có thể nếm, có thể ngửi, thì đó gọi là xúc thực. Rồi thức thực có nghĩa là nhu cầu để biết về đối tượng. Cái đối tượng để ăn đó mình biết rõ gì đó là mình thỏa mãn à. Bây giờ ví dụ như á, cái thân trung ấm đi, biết người ta cúng cho mình, cúng cái gì đó, biết cái thỏa mãn cái rồi xong đó, hiểu không? À, thức thực, tư niệm thực, phải nhớ về. Mình chỉ cần nhớ về người đó thôi, rồi là thỏa mãn này. Nên từ cái cảnh giới, ví dụ như cái cảnh phi tưởng xứ á, là chỉ là ta tưởng niệm về cái là xong rồi đó. Còn cái cảnh á, mà của thiền sắc giới á, là trời của cõi sắc á, là ta chỉ cần nhìn là được rồi đó. Còn cõi mình á, thỏa dục bằng cách là cọ với nhau, hiểu không? Tức là cái độ nó thô cho tới tế là chỗ có món ăn nè, từ từ. Như vậy là diệt của thân, làm gì diệt của thân? Là không cho nó ăn nữa, nó diệt. Cái thân mình muốn mất đừng ăn. Diệt của thân á, thứ nhất là không cho nó ăn. Thứ hai là gia chạm, ví dụ lấy cái gì đập bể nát nó ra. Thứ ba chất độc, ví dụ như rắn cắn, rồi vân vân. Và thứ tư là lửa cháy. Vậy thì lửa cháy, chất độc, gia chạm, thức ăn, nó sẽ diệt được cái thân. Nó muốn diệt, diệt liền gì đó, để thuốc độc thảy vô cái diệt. Rồi lấy cái gì đập nó nát cái diệt, là gia chạm, thuốc độc và lửa cháy. Lửa đốt cái coi, diệt, hiểu không? Rồi á, là không cho nó ăn, diệt. Vậy thì muốn diệt cái thân này thì là phải không cho nó ăn, đập bể nó, đưa thuốc độc vào và đốt lửa nó thì nó diệt được cái phần sắc thân này. Rồi bây giờ ngọt ngào của thân ở máy lạnh, ăn đồ ngon vô sung sướng chưa, nhìn có phim sung sướng chưa, nghe nhạc bolero chữ tình, hiểu không? Hồn lỡ xa vào đôi mắt gì đó, rồi nghe cái sướng tay chưa đó. Rồi nếm, uống miếng nếm, ngửi dầu thơm, vân vân. Mình trang điểm mình thấy đẹp, vân vân. Đó là ngọt ngào của thân. Thân nó có sướng của thân đó, chứ không phải không có đâu. Đó là sự ngọt ngào, tức là sướng của thân. Nguy hiểm của thân là gì? Là vô thường thay đổi, già là bệnh là chết, là tác động của môi trường, là tác động của vật thể, là tác động của xúc độc. Nói chung là nó thay đổi, là vô thường, nó là nguy hiểm của thân. Do thằng vô thường nó thay đổi, nó sẽ già, nó sẽ bệnh, nó sẽ chết, nó sẽ khổ, nó sẽ đau, bị nhốt, hoặc là thả ra, vân vân, hoặc là đeo mang lòng còng lệnh cảnh rồi đó. Như vậy thì cái đó là nguy hiểm của thân. Đạo đoạn diệt thân có nghĩa là bát chánh đạo. Tu theo bát chánh đạo, thân này sẽ vĩnh viễn bất sanh, không sanh ra, chết. Thân này là kiếp chó. Nên người nào đắc được bát chánh đạo thì người ta mới tuyên bố sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, đời sống này sẽ không còn đời sống nào khác nữa. Nhớ 4 câu này nha. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, đời sống này sẽ không còn đời sống nào khác nữa. Rất mong quý vị Phật tử trước khi chết nói câu này rồi chết. Không thật đó, đó là quả vị A-la-hán vô sanh, không còn sanh nữa.
rơi nước mắt chưa? Nói câu này lần đầu tiên thầy đọc thầy rơi nước mắt. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Thánh Niết Bàn đấy, người ta mới phát biểu được câu đó. Còn mình, sanh còn mãi, hận còn mãi, sầu còn mãi, đời này còn nhiều đời khác nữa Phật ơi. Đó đó mình á, bây giờ hiểu không? Nên á, giữ câu này mà hướng tâm mà tiến tới câu này, để sau này chúng ta sẽ có cái pháp đoạn diệt. Học đúng kinh của nhà Phật sẽ mở ra cho quý vị thấy nguyên một chân trời. Đừng có nghe người ta dùng tưởng, người ta nói cái này nói cái kia, rồi ở đầu mình sanh ra lung tung trong tâm. Phải bám kinh, học phải bám kinh. Và từ bám kinh đó mình so sánh, mình lấy cốt tủy là mình học, rồi mình thực hành thấy đúng vậy mình đi tới. Không có sai đâu. Nó là không có sai là không sai mà. Chắc chắn luôn á, mách xua luôn á. Mình đã dám gọi từ mách xua mà. Mách xua hả? Mách đây phải không? Mách cờ hả? Mách xua. Chắc chắn chầm chậm. Mách xua. Ai nói chữ mách xua là người đó niềm tin bất động đối với ta bảo đó. Còn không có mách xua là không có bất động đâu á. Là phải chứng được tứ diệu lưu phần, bốn diệu lưu phần là người đó mách xua. Mà muốn mách xua phải có chánh chi kiến biết được mấy cái này nè. Như vậy thì cái thân ngũ quẩn tứ đại, vì tứ đại đất nước gió lửa hợp thành. Mà đất thiếu chút dư chút, nước thiếu chút dư chút chở bệnh viện, lửa thiếu chút dư chút chở bệnh viện. Bất hòa, lửa nhiều số, lửa ít hàng, đất nhiều mập, đất ít khô máu. Ê mà đất ít rộm, nước nhiều thủng, nước ít khô máu, gió nhiều thở gấp, gió ít nghỉ thở. Như vậy thì đất nước gió lửa dư ít thiếu ít chở bệnh viện. Nên người nào chở bệnh viện không cần phải nói ba má tôi bệnh gì hết á. Thầy ơi, má ba con bị dư cái gì đó, thiếu gì đó là thầy biết rồi. Là ổng dư lửa thầy ơi là biết ổng sốt rồi đó. Là ổng thiếu lửa thầy ơi là biết ổng bị hàn chở bệnh viện rồi đó. Hiểu không? Như đất nước gió lửa dư món thiếu món chở bệnh viện. Mất một món. Đây. Đai. D-I-E. Đai. Đai gọi là chết đó. Tiếng Anh. Mất món chết. Mất lửa rồi. Hết nóng rồi. Sáng sớm mà rờ vô cái hết nóng rồi. Hiểu không? Mất gió rồi. Sáng sớm để tay cái không có gió. Má ơi má, ba hết gió rồi má ơi. Rồi biết rồi đó. Ôm hợm hôm hôm quyền. Thấy chưa? Mất nước. Giờ khô queo không có miếng máu nào chạy, chân máu đông mà mất nước. Mất đất. Là tiêu rồi đó, là thiêu ra. Mất đất. Hiểu chưa? Như vậy đất nước gió lửa nó phải chịu cảnh gì? Nó phải chịu cảnh vô thường. Nó phải chịu cảnh thành trụ hoại không. Nên cái thân mình thành trụ hoại không là sanh lão bệnh tử. Đó là quy luật của tự nhiên, đừng có chống nó. Quan sát vậy đi, ai cũng như mình cũng như ai, hãy trả nó về với vũ trụ đi, hãy trả thân mình về tứ đại, về với tứ đại chủng của vũ trụ. Gió bên ngoài nè, ào ào nè, nước ào ào nè, nước chảy ào ào nè, đất quá trời đất nè, lửa quá trời lửa, không tin đốt lên cái coi phừng phừng, chỗ nào cũng có lửa trong không gian, chỗ nào cũng có lửa đâu, quẹt chỗ nào cũng có lửa chứ á, hiểu không? Như vậy đất nước gió lửa xung quanh ta và đất nhân lửa trong ta, hiểu không? Nên một ngày nào đó chúng ta trả này về với nó. Như vậy nó có phải là của mình không? Nó phải là mình không? Nó phải là tự ngã của mình không? Vậy sao sầu thương quán giận với nó? Sao sầu thương với nó? Còn ôm cái đất nước gió lửa khác, đất nước lửa khác đi, có vợ bé ở đây con chết thầy ơi là sao? Trả lời. Trả lời không được là về nhà quê hương. Trả lời cho bằng được. Đất nước gió lửa này thương đất nước gió lửa kia, đất nước gió lửa kia có cô vợ bé, đất nước gió lửa khác, đất nước gió lửa này nhảy lầu, nhảy cầu, nhảy sông. Là sao? Trả lời, tại sao? Reason why.
tiếng Anh nè. Reason why. Tại làm sao, gì cớ làm sao. Reason why. Biết rồi phải không? Thì thôi, đất nước gió lửa nào đi kiếm đất được nó nửa đó thì thôi, cũng vậy đi, cũng già cũng bệnh cũng chết thôi bảy ơi. Thấy vậy đó bảy ơi, ở bên ngoài vậy đó chứ bên trong á tùm lum lắm, lãi sinh tùm lum đó bảy ơi. Sida không đó bảy ơi, dây trùng không đó, trên lãi không đó, ở trong đó hung vô đi, từng đoàn dây trùng nó kéo qua cho coi, viêm gan A nó kéo qua cho coi, lao nó kéo qua cho coi. Đố quý vị, một đất nước gió lửa này bị bệnh lao, đất nước gió lửa kia hung môi, thì lao nó có chạy qua không? Vậy thì lao bên đây chạy qua đoàn đoàn binh đoàn, những binh đoàn kéo nhau ra mặt trận. Ồ, nó vừa hung môi cái nó chạy e, kéo nguyên cái binh đoàn chạy ào, lữ đoàn không, chứ không phải binh đoàn, nào là xe tăng thiết giáp gì chạy qua ào, đóng vô phổi. Đó, lắp căn cứ cho phổi liền, bắt đầu quýnh bung trong lá phổi. Mai mốt ngáp, ra hỏi thở. Nó ngáp, đó, giỏi hung đi. Thấy không? Nên trước khi hung thì phải kiểm tra. Thứ nhất, viêm gan A. Thứ hai, Ebola. Thứ ba, cảm cúm. Thứ tư, lao. Test trước, test nước bọt trước rồi mới hung. Rồi ẩm cái đó về đó thì bắt đầu xét nghiệm tiếp. Xét nghiệm viêm gan C, viêm gan B, xét nghiệm sida, nó lây qua đường máu. Hiểu không? Nên nói hồi nghĩ bậy bạ, không nói nghĩ. Nói vậy gì, chúng ta biết sự thật của thân này thôi. Đâu có gì, nên cái sự thật của thân này á là gì? Là tứ đại hợp thành, là ngũ uẩn, là sắc, là thọ, là tưởng, hành, thức. Mà sắc thọ tưởng thức của ổng ta tập quán rồi, phải không? Bây giờ ai trả lời nè? Sắc quẩn là thân này, vì thọ tưởng hành thức là gì? Ai giơ tay lên đây, dám nói không? Thọ tưởng hành thức là gì? Thọ là gì? Tưởng là gì? Hành là gì? Thức là gì? Đâu kiểm tra bài có nhớ không? Nhớ chút về tặng phần quà, ai nhớ không? Có nhớ quán mới được, không nhớ quán không được đâu. Thọ là gì? Biết không? Ai biết giơ tay lên. Raise your hands please. Raise your hand là giơ tay lên tiếng Anh đó. Nên mình vừa học này vừa học kia luôn đi, hai thứ luôn. Để mai mốt mình xem băng giảng tiếng Anh được. Chứ thôi mình không học đó là không biết. Raise your hand please. Như vậy thì trong tâm của mình á là thọ tưởng hành thức. Sắc là cái bên ngoài. Thọ tưởng hành thức, thọ là gì? Là cảm thọ, cảm giác. Cảm giác gì? Cảm giác vui, cảm giác buồn. Cảm giác không vui không buồn là thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Ngồi đây có sung sướng không? Đó, sung sướng đó là cảm giác đó. Nên nó cảm giác, đâu mình muốn biết cảm giác mình sờ cái cây. Bây giờ đây dễ lắm. Có cô Phật tử bà hổm đem cái hình cô vợ bé lại đây nè. Cái thầy. Thầy nhìn cái cô này không biết làm sao, chứ con nhìn con nổi máu. Nên thầy nhìn thầy không có nổi máu là thầy không có cảm giác gì hết á. Còn cô kia có cảm giác đó, có cảm giác nổi máu là cảm giác gì? Thọ khổ. Nên mình muốn biết cái cảm giác mình như thế nào để kiểm tra đó, cứ lấy hình vợ bé ông chồng dơ lên cái là biết cảm giác. Cảm giác sao biết liền à? Nó thọ khổ, nhìn khổ mà cứ nhìn hoài, hiểu không? Như vậy cái gì nó bắt mình nhìn hoài? Cái ái phi hữu. Ái nó có hai loại ái, ái hữu và ái phi hữu. Ái hữu, ái phi hữu. Ái hữu là gì? Ái hữu là ái có. Ái có nghĩa là gì? Là mình muốn luôn luôn lúc nào cũng có nó trong tay để cho mình ái. Là mình muốn có nó trong tay để thỏa mãn mình, thì đó gọi là ái hữu. Nên mình giữ nó lại. Ái hữu là giữ nó lại. Muốn vàng không? Vậy đem vàng về. Muốn ông chồng không? Ông chồng đem về. Tại sao lại muốn cái ông đó mà không muốn ông khác? Tại ông này mới thỏa dục của mình, ông khác không thỏa dục. Ông này mới làm mình sung sướng. Thứ nhất, lời nói của ông làm mình sung sướng. Thứ hai, mình nhìn ông đẹp mình sung sướng. Thứ ba, sau đó tùm lum cái. Không, cái này là nói pháp mà nghe, chứ không phải mình nói thô. Chính cái người này mới làm cho mình có cái cảm thọ này, còn người khác không làm cảm thọ được.
thì chúng ta không giữ lại nên không có ái hữu của cái người đặt người khác mà có ái hữu người này. Bởi vì tại sao mình thương ông này? Mình là mình nợ. Ái hữu ông đó, đó nợ gì? Ái hữu chính ông này mới đem lại mình cảm giác, ông khác không đem mình cảm giác được. Rồi ông không để mình cảm giác, người ta dí vô thì mình đã làm sao? Mình phải đẩy ra phải không? Đẩy ra ái phi hữu. Ái phi hữu cũng muốn, mà muốn gì? Muốn đẩy người ta ra, muốn đoạn diệt, muốn dục bỏ. Ái phi hữu. Ái hữu á, thì được gọi là tham. Ái phi hữu gọi là sân. Hiểu chữ ái chưa? Vì nguyên nhân do ái mà sanh ra, nên Đức Phật dạy phần tập đế á, là do ái dục mà sanh ra tất cả các đau khổ. Là ái hữu giải phi hữu. Bây giờ dù mình không muốn, không muốn có nghĩa là mình muốn gì? Muốn nó không có. Không muốn có nghĩa là muốn nó không có. Nhưng mà mình có muốn nó không có được hay không? Trên đời này vũ trụ nó đang dần xây. Muốn không có bão, muốn không có già, muốn không có chết, muốn người này biến khỏi cuộc đời của mình. Nhưng mà mình có muốn được vậy hay không? Tổng thống mà muốn không được, nó không chỉ là mình muốn. Như vậy mà mình muốn nó tin không? Mình muốn đừng có bão, mình muốn đừng có nhiệt độ cao. À, mình muốn, muốn đừng có người ta chửi mình muốn con mình phải nghe theo mình, muốn ông chồng mình phải nghe theo là muốn hữu. Rồi muốn là vợ bé rời khỏi cuộc đời ông chồng mình là muốn phi, phi hữu. Hiểu không? Mình muốn hữu, muốn phi hữu, muốn hữu, muốn phi hữu, muốn hữu, muốn phi hữu. Nhưng mà có được cái nào không? Không được cái nào hết trơn. Muốn hữu, nếu có được, sanh ra lòng tham. Không được, sanh ra sân. Muốn không đó? Muốn được sanh ra tham, nghịch ý sanh ra sân. Như vậy là muốn sẽ làm cho mình chết dai dai, chết dài dài. Thì cái đó gọi là dục lậu. Chết chưa? Dục lậu nghĩa là gì? Chính cái dục này dẫn đi sanh tử luân hồi gọi là lậu. Chữ lậu là rỉ ra đó, sanh tiếp đó. Chính này nó kích thích thân khẩu ý mình làm ra. Nên mình ngồi xuống muốn đứng lên là dục nó kêu mình đứng lên đó. Ở đây nè, mình muốn đi ra ngoài đó là dục nó kêu mình đi ra đó. Có vợ rồi muốn đi cưới vợ bé nữa, dục đó, nó kiếm đi kiếm vợ bé nữa đó để thỏa dục. Tất nhiên là tất cả các hành động hoạt động mình đều do dục này chi phối. Mình không hay. Tại sao ngồi nhà muốn đi chơi? Dục nó chi phối để cho nó thỏa mãn đó. Đi chơi nó sẽ thỏa mãn hơn ở nhà. Đi chơi đã hồi nó muốn về nhà nghỉ. Vì nó muốn về nhà nó nghỉ. Tại vì nó đã là kéo dài cái thỏa mãn, nó trở thành không thỏa mãn. Nên cái vui hạnh phúc của thế gian không bao giờ có. Tuyên bố một câu đừng sốc. Nghe kể chuyện ngày xưa, có một nàng công chúa, nơi vườn qua mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn. Vì nàng chỉ cần hạnh phúc, nhưng chàng có biết đâu, nàng đi từng con suối, chàng đi từng con suối với nên công chúa u sầu. Cái bài hát gì đó, nghe kể chuyện ngày xưa, có một nàng công chúa, princess là công chúa. À, như vậy thì mình muốn đi tìm hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là thỏa mãn cái ham muốn. Có phải không? Muốn ăn ổn, muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, có muốn chồng ngon, muốn con đứa con ngon, muốn thỏa mãn cái ham muốn. Nhưng mà ham muốn được thỏa mãn thì sao? Nó lại sanh ra lòng tham, chấp thủ, muốn giữ chặt lấy nó hoài. Mà mình muốn có người ta, mình giữ chặt người ta hoài thì người ta bị ở tù. Mà người ta ở tù thì người ta dùng dãy, người ta vượt khỏi tầm tay của mình là đau khổ. Vậy cái muốn của mình sẽ là một cái ác với người khác. Hiểu không? Nhằm khi mình tính đâu tốt cho người khác, tốt là phải chung thủy với tôi, tốt là không có được hút thuốc, tốt không được uống rượu, tốt không được xài iPhone, tốt được xài iPad, tốt là phải 8 giờ ngủ, không được coi phim, dần dần mất sự tự do người ta luôn. Mà mình cho đó là tốt, cái đó không phải tốt đâu, mà tốt cho mình chứ không phải tốt cho người đó. Hiểu không? Tốt cho cái thỏa mãn dục của mình, ý mình muốn vậy đó. Bởi vì bắt người kia phải làm thỏa mãn theo ý của mình hết là cái đó tốt cho mình, mà mình không biết thằng bản ngã của mình nó núp phía sau á. Nó dậy, nó khởi, nó sai, nó khiến mình mà mình không biết. Mình lầm đó, tại sao không biết? Vô minh lậu. Hiểu vô minh chưa? Đó là vô minh lậu đó. Nó kích mà sao mình nó không biết. Nhằm khi người ta đây tự phụ ghê gớm lắm. Ai về đâu ghê gớm trong vô minh. Trong cái ngu mà mình nói tao chùm của ngu nè. Hiểu không? Ngã mạng. Không có nào học qua tao hết, không có nào gì qua tao hết. Chính ngã mạng lên, mà ngã mạng lên làm cho bản ngã tăng, làm mạng tăng tương lai sẽ đau khổ. Ngu cũng chết luôn biết, không thoát được khổ. Mà tính đâu mình là chùm thiên ngã. Ngã mạng xưng thần, xưng thánh tùm lum la chừng. Mà chính đó đọ mình tuốt xuống địa ngục chứ. Cũng không hay nữa, vô minh. Ông bị ông vô minh này chi phối. À, nên bây giờ chúng ta đang ngồi mỏi quá,
thì muốn cái gì? Muốn đứng lên phải không? Đúng không? Vậy đứng lên để thỏa mãn cái muốn mà mỏi quá. Mỏi quá muốn đứng lên, vậy mỗi khi ngồi lâu quá đứng lên cái nó sung sướng dữ lắm. Nên mình ao ước được đứng lên. Học ở đây học tiếng 2 tiếng một hồ ao ước được ra chơi. Thằng muốn á, nó muốn đi ra chơi. Để chơi gì nó thỏa được cái dục của cái muốn đó. Là để thỏa mãn ham muốn đó. Vậy mình đi ra ngoài cái nó thỏa mãn ham muốn. Học sinh đó quý vị rất thích nghỉ học. Bữa nào mà cô giáo, thầy giáo nó nghỉ học vỗ tay hi hi hi. Quan hô thầy muôn năm, cô muôn năm. Bắt mà nghỉ ở nhà hoài không cho đi học. Muốn đi học. Vô năn nỉ. Bởi vì đứa nào đuổi học cái lên năn nỉ lại ông thầy luôn. Còn nó đang được học á, nó trốn học. Nhưng mà bị đuổi học rồi nó vỗ lại ông thầy xin học. Tại sao? Là tại vì dục nó không phải là mãi mãi. Mà dục lâu nó trở thành đau khổ. Chích xì ke mũi sướng, chích mũi thứ hai cái một đó là nó hành hạ bản thân rồi. Ngồi xuống thấy rất là đau khổ bị tê, đứng lên cái vui, đứng hoài trở thành đau khổ. Hiểu không? Nó muốn ngồi. Như vậy thì bản chất của con dục, dục hoài trở thành đau khổ. Mà không dục hoài á thì nó trở thành chấp thủ. Mà chúng ta chấp thủ muốn giữ nó mà có giữ được không trong sanh lão bệnh tử? Trong á, thành trụ hoài không muốn có giữ được nó không? Không giữ được nó thì khổ tiếp. Vậy thì bản chất của dục là gì? Khổ. Hiểu chưa đâu rồi? Hiểu chưa? Như vậy thì nó luôn luôn thì làm cho mình đau khổ. Đứng hoài cái. Ngồi nè đứng lên sung sướng phải không? Vậy bắt đứng hoài. Vậy thì mình đang học, muốn đi ra chơi, cho ra chơi hoài không cho vô lớp à. Như vậy có phải vui hoài không? Hồi khổ chính cái ra chơi đó lại là cái khổ. Chính đứng lên là thành khổ. Bây giờ muốn ngồi xuống, ngồi xuống cái vui quá, sướng quá, đừng nghỉ ngơi, cho mày ngồi hoài đó, không cho mày đứng lên luôn. Vậy thì cái ngồi hoài trở thành khổ. Vậy thì cái hạnh phúc của thế gian mà kéo dài hoài trở thành đau khổ. Mà nếu không kéo dài hoài thì trở thành chấp thủ. Mà chấp thủ thì sao? Chấp thủ là giữ chặt. Mà giữ chặt cái sanh lão bệnh tử, cái thành trụ hoại không thì có giữ được không? Không giữ được nghịch ý. Nghịch ý thì sao? Nổi sân khổ hay vui? Khổ tiếp. Vậy thì không giữ được nổi sân đọa địa ngục, còn giữ được nổi tham đọa ngạ quỷ. Vì dục nó làm cho hai cái tâm trong ba tâm đầu khổ, địa ngục ngạ quỷ. Mà tại sao mình phải làm như vậy để đọa địa ngục ngạ quỷ? Tại vì vô minh, đọa súc sanh. Này gọi là tham sân si. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Về nhà sẽ tư duy tiếp. Hiểu về nhà tư duy tiếp. Tư duy tiếp mới thấy cái hay của pháp của Phật. Thấy hay nhìn vô được liền. Biết ghen nằm chỗ nào, ghét nằm chỗ nào, thương nằm chỗ nào, chán nằm chỗ nào, ngã mạn nằm chỗ nào. Cái gì đi? Học tới cái bài hữu lậu. Tức là học cái bài đó mà lậu hoặc á. Thầy mới phân tích ở trong di thức học. Nào nằm trong nào trong hữu lậu, nào nằm nào trong vô minh lậu, nào nằm trong dục lậu. Nó nổi lên gì thấy được liền, đó là thiền đấy. Thiền Vipassana.